Vận hạn năm 2023 của tuổi Tý. Tam tai còn gây họa nhưng có điểm sáng về tình duyên gia đạo. Xem tử vi tuổi Tý năm 2023 ở các phương diện: công danh, sự nghiệp, tiền bạc, vật chất, tình duyên gia đạo, sức khỏe, vận hạn. Đánh giá chung về tử vi của người tuổi Tý trong năm 2023. Sang năm Quý Mão, vận trình của tuổi Tý vẫn chưa có nhiều khởi sắc so với năm trước, do phạm hình thái tuế lại bước vào năm thứ hai của hạn tam tai. Con giáp này cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc, tài chính đến sức khỏe. Về công việc, có sự ngăn trở mà đường số khó xử lý nên mọi việc không thể tiến hành tốt thêm. Họa tiểu nhân treo trên đầu, người tuổi Tý dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi, điều tiếng đủ vấn đề. Luận về tiền bạc, bản mệnh có nhiều sự trăn trở về vấn đề tiền bạc trong năm 2023. Tài vận chưa được thật sự ổn định, lại có nhiều hung tinh chủ về hao tài xung chiếu. Đề phòng mất tiền mất của, đầu tư kinh doanh phải tính toán thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Luận về phương diện sức khỏe, do trong năm vẫn còn nhiều vận hạn nên con giáp này vẫn cần cân đối việc xuất hành, hạn chế đi xa, cẩn thận khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn, làm nhà. Đặc biệt, người tuổi Tý được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước, hạn chế đến vùng nước để bảo vệ bản thân. Luận về phương diện tình cảm, điểm sáng duy nhất của người tuổi Tý trong năm Quý Mão 2023 nằm ở phương diện tình cảm. Đào hoa xuất hiện, người độc thân có thêm nhiều cơ hội thoát ế. Người đã có đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng. Gia đình luôn là động lực lớn lao giúp cho người tuổi Tý đứng vững trước mọi khó khăn và sóng gió. Chi tiết tử vi tuổi Tý năm Quý Mão 2023. Căn cứ vào mối tương quan giữa bản mệnh và lưu niên Quý Mão, cũng như hệ thống sao chiếu mạng mà định đoán hung cát ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm hay sức khỏe, vận hạn của người tuổi Tý trong năm Quý Mão. 1. Tử vi công danh sự nghiệp của tuổi Tý trong năm 2023. Bước sang năm 2023, chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình, đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều chông gai và thử thách. Lúc này, cần sự bền tâm bền trí của bản mệnh mới mong chiến thắng được số phận. Đây cũng là năm giữa của hạn tam tai, gặp nhiều vấn đề bất lợi ập tới khiến bản mệnh đối diện với nhiều rắc rối khó xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể thay đổi vận mệnh, cần chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định sẽ tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà người tuổi Tý khó xử lý nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan, vẫn có thể nhìn ra vài điểm sáng so với năm 2022 trước đó, nhưng chưa thực sự rõ ràng, vẫn cần người tuổi Tý phải cố gắng và kiên trì bền bỉ. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vấn đề thay vì tạm thời bỏ qua. Nếu không, lỗi sai lặp đi lặp lại khiến cho bạn dù cố nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Năm 2023 còn cho thấy có họa tiểu nhân treo trên đầu, người tuổi Tý dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi, điều tiếng đủ vấn đề. Môi trường công sở vốn phức tạp, càng cần chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày, bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song nhờ vào sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của người tuổi Tý dần dần được nâng cao.
Chính ẩn cho thấy trong năm 2022, bạn nên tích lũy kiến thức chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. 2. Tử vi tài lộc của tuổi Tý trong năm 2023. Nối tiếp tử vi năm Nhâm Dần 2022, sang năm mới 2023, việc kiếm tiền của người tuổi Tý vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện tương hình và họa tam tai cảnh báo cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ. Lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt như mức kỳ vọng. Tài chính chưa thật sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài trổ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con chuột cần đề phòng mất tiền, mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm phải tính toán thật thận trọng, kẻo sai một ly, đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình nên bạn có thể bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại. Đã đến lúc người tuổi Tý cần chậm lại một chút để suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan tới công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền của về vấn đề sức khỏe. Bạn nên chỉ chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. 3. Tử vi tình duyên của tuổi Tý trong năm 2023. May mắn gặp được ngũ hành tương sinh với địa chi năm 2023, lại có cả hai đại cát tinh là Hồng Loan và Thái Âm chiếu mệnh, nên con đường tình duyên của người tuổi Tý đón nhiều tin tích cực. Đào hoa khoe sắc đem tới nhiều tác động có lợi cho người độc thân. Cơ hội để chấm dứt tình trạng độc thân đã tới. Nếu bạn chủ động nắm bắt thì không lo sẽ không có người đồng hành trên chặng đường đời phía trước. Tuy nhiên, người tuổi Tý cũng nên rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ, dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là không nên đứng núi này mà trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm. Đào hoa phượng đem tới nhiều mối nhân duyên, giúp bạn được nhiều người theo đuổi và cũng có tình cảm với nhiều người. Song, nếu không hành xử chuẩn mực, bạn gây rắc rối có thể chính là bạn. Các cặp đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng, đôi bên trở thành là điểm tựa tinh thần, hỗ trợ nhau nhiều mặt trong cuộc sống. Những điều này giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào. Vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo ấm êm. Những niềm vui đến từ tinh thần phần nào cũng giúp người tuổi Tý giải tỏa được áp lực về cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc quả thật có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để bạn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. 4. Tử vi sức khỏe của tuổi Tý. Bước sang năm mới 2023, nhận định hung vận trong năm khá lớn nhắc nhở người tuổi Tý cần đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đạo. Trạng thái tinh thần có phần sa sút do áp lực công việc và những lo toan cuộc sống. Người tuổi Tý nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng nghỉ ngơi quá nhiều, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Thường ngày nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết. Bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu có ý định tập luyện nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Bạn mệnh chỉ cần tập vừa phải, đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2023 này, việc xuất hành đi xa được tính toán phải thận trọng. Nếu có thể tránh thì tốt nhất nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển. Còn nếu là việc không thể thay đổi thì bạn nên giữ an toàn cho bản thân, đặc biệt bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước,
tránh hạn chế đến các vùng nước để bảo vệ cho bản thân. Những quyết định quan trọng như kết hôn, làm nhà đều cần phải xem ngày đẹp, tháng lành trước khi tiến hành để tránh vận hạn khiến mọi chuyện đổ bể gặp xui xẻo. Luận về từng tuổi Tý trong năm 2023 như sau. 1. Tuổi Tý sinh năm 1948, Mậu Tý. Người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 bước sang năm 2023 đã ở tuổi thất thập. Sức khỏe là vấn đề cần được quan tâm, chăm sóc hàng đầu. Do ảnh hưởng của hình thái tế nên sức khỏe có phần giảm sút. Lúc này bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học, suy nghĩ tích cực thì bệnh tật tự đẩy lui. Tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm thì cơ thể tự khắc sẽ khỏe mạnh. Rất may là gia đạo hài hòa, con cháu ngoan ngoãn, giỏi giang nên cũng mang tới động lực, tinh thần rất lớn cho con giáp này. Ở tuổi này, bạn nên cậy nhờ con cháu, không nên quá sức đắm đường, kẹo rước nhọc vào thân. 2. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Ở tuổi này, đa phần người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 đều đã về hưu, cuộc sống có đôi chút xảo trộn về nề nếp sinh hoạt, không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của bạn quá lớn. Nhưng chỉ cần bản mệnh điều chỉnh lại một chút là không có vấn đề gì đáng ngại. Thường ngày, người tuổi Canh Tý thường xuyên trò chuyện với con cháu, bạn đời để tâm lý thư thái, cũng giúp cho gia đình hòa thuận. Những người vẫn còn trong thời gian làm việc hay kinh doanh sản nghiệp có thể gặp nhiều vất vả hơn. Toàn tỉnh không theo kịp tình hình thực tế khiến bạn phải chật vật điều chỉnh, đôi lúc cũng phiền lo vì những thua thiệt. Con giáp này cũng nên lưu ý hơn về vấn đề sức khỏe, hạn chế đi xa mà phải tự mình điều khiển xe cộ. Bạn cũng nên liệu sức mà làm việc, tránh ôm việc nặng nhọc kẻo tổn hại tới thân thể. 3. Tuổi Tý sinh năm 1972. Xem tử vi năm 2022 cho thấy do bị hình thái tế khắc chế, công việc hay làm ăn của người tuổi Tý sinh năm 1972 trong năm 2023 đều gặp những trải ngại nhất định. Sự thận trọng nên được đặt lên hàng đầu. Cạnh tranh nhiều hơn, bản mệnh cũng có thể bị tiểu nhân hay đối thủ gây khó dễ. Không phải lúc nào người khác tỏ ra sở lợi cũng là thật tâm với mình. Bạn nên có lòng đề phòng để không bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt công lao. May mắn là tình cảm của người tuổi Tý trong gia đình được củng cố chắc chắn. Gia đình luôn tràn ngập tiếng cười nhờ sự đoàn kết của các thành viên. Mọi người luôn quan tâm và lo lắng cho nhau nên gia đạo cũng ấm êm. Vợ chồng cũng có sự thấu hiểu và bao dung. 4. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Bản mệnh đang ở độ tuổi 90 của sự nghiệp. Chắc chắn sẽ có nhiều tham vọng và mục tiêu lớn lao muốn thực hiện. Song vận khí chưa thật sự ổn định, dù làm việc lớn hay việc nhỏ cần cân nhắc cẩn thận. Năm có họa tam tai treo trên đầu, mọi việc nên được tiến hành tuần tự, có kế hoạch rõ ràng. Đặc biệt bạn nên kiên trì với những việc mà mình đang theo đuổi, chớ nên bỏ giữa chân. Kẻo vừa hoang phí công sức từ trước đó mà sau này dù có khởi động lại cũng dễ gặp nhiều trở ngại, không được suôn sẻ và dễ thất bại. Cạnh tranh trong năm cũng không phải là ít, kiến nghị người tuổi Tý phải có lòng đề phòng người và tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn, nhưng không đánh đổi quá nhiều kẻo rơi vào cái bẫy gặp. 5. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Với người tuổi Bính Tý, bước sang năm 2023 tiếp tục là một năm thách thức dành cho con giáp này. Khó khăn, vất vả là điều không thể tránh khỏi, nhưng đồng thời đó cũng là cơ hội để bạn rèn giũa bản lĩnh và tích cực những kinh nghiệm quý giá cho mình. Trong các mối quan hệ, bạn tốt nhất nên giữ thái độ cầu thị và lắng nghe, hạ thấp cái tôi để luôn giữ được ấn tượng tốt với những người xung quanh.
Bản mệnh là con giáp có cá tính mạnh mẽ, song đôi khi chính vì thế mà cũng gây ra nhiều khúc mắc với người khác. Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc, dù là người độc thân hay người đã có đôi đều trải nghiệm vui vẻ. Đặc biệt, người độc thân nên chủ động mở lòng, đón nhận sự quan tâm và theo đuổi từ người khác giới để sớm tìm được một nửa phù hợp cho mình. 6. Tuổi Mậu Tý sanh năm 2008. Sang năm mới, tình hình học tập, thi cử của người tuổi Mậu Tý có thể tiến triển tích cực. Tuy nhiên, tâm tính nảy sinh nhiều bất ổn, nếu không được gia đình và giáo viên kịp thời động viên khích lệ, e rằng sẽ bị thụt lùi về thành tích hoặc gặp phải những rắc rối liên quan đến bạn bè hoặc ngoài xã hội. Tình hình sức khỏe của con giáp này ổn định, cần quan tâm tới vấn đề phát triển song song giữa thể chất và tinh thần. Vận hạn năm 2023 của tuổi Sửu, tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều đắt. Tử vi năm 2023 đối với người tuổi Sửu được xem là một năm có nhiều khởi sắc trên các phương diện, tài lộc, công việc, tình cảm. Luận về phương diện tài lộc, trong năm nhờ có ngũ hành tương sinh lại có các tài tinh chiếu mệnh nên tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi như ý muốn. Luận về công việc, nhìn chung vẫn có sự phát triển tốt, những kế hoạch đặt ra đều đi theo đúng tiến độ, suôn sẻ, công việc cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Trong năm này, người tuổi Sửu có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, cơ hội và thách thức luôn song hành, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Luận về phương diện tình cảm, khá êm đẹp, người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái phát triển bản thân. Các cặp đôi cũng có bước tiến mới trong quan hệ, gia đạo ấm êm. Riêng luận về phương diện sức khỏe, không quá khả quan, người tuổi Sửu nên dành thời gian chăm sóc bản thân cũng như các thành viên trong gia đạo. Trong năm, có hung tinh chiếu mệnh, chủ về tan sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Xem chi tiết tử vi tuổi Sửu trong năm Quý Mão 2023. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Năm 2023 được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Sửu ở phương diện công danh. Tiếp đà từ năm trước đó, người tuổi Sửu vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành. Chỉ cần người tuổi Sửu làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự song sáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ, dám làm thì dễ tiến xa hơn. Còn giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp ở phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra nhanh quá. Chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó. Cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không còn chỉ tích lũy kinh nghiệm quý giá mà còn có thể đứng vào hàng ngũ của những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ tại nơi làm việc của người tuổi Sửu khá tốt đẹp trong năm Quý Mão này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng hành, đồng nghiệp, nhiệt tình và tốt bụng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể. Đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. 2. Luận về phương diện tài lộc. Tử vi năm Quý Mão cho thấy rằng, công việc trong năm nay suôn sẻ, tất yếu cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến.
người tuổi Sửu chắc chắn sẽ nhận được trái ngọt về tài chính trong năm nay. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt. Các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm nay khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của người tuổi Sửu. Đặc biệt với người kinh doanh buôn bán, được dự báo sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm nay, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới, cùng một lúc khiến cho người tuổi Sửu choáng ngợp, lúng túng vì không biết bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của người tuổi Sửu là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, trở nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để người tuổi Sửu thu tiền về tuổi. Song, dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến sự thích hợp và an toàn nhất. Làm gì cũng phải tính toán cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt thòi vì sự nóng vội của bản thân. 3. Luận về phương diện tình cảm. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đông đầy đối với người tuổi Sửu. Những chú trâu độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của bản thân. Cơ hội không thiếu, nhưng thành bại lại phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không. Tất nhiên, những chú trâu vẫn cần thời gian tìm hiểu, xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe, kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Đặc biệt, trong năm có dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển, đi lại, rất có thể con giáp này cũng đón nhận được những mối nhân duyên bất ngờ trong những chuyến đi đó. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch một mình hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại thư giãn đầu óc, vì biết đâu nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn có thêm sự hăng hái phát triển bản thân, nên cũng hãy cứ thử cho đôi bên có cơ hội. Với người đã có đôi có cặp, năm 2023 sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ của mình. Một số bạn có thể đi tới quyết định hôn nhân khi tìm thấy tình cảm đã chín muồi. Cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại, nhưng quan trọng ở cả hai người học được cách bao dung, chia sẻ với nhau để cùng tiến tới một nấc thang mới. Với các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu còn thì có thể xoay quanh những vấn đề thường nhật. Mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú trụ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý, phẫn uất, chiếu mệnh, nên khiến cho các cặp vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đạo. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của những chú trâu trong năm Quý Mão 2023 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến cho bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược, chạy xuôi, giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là người tuổi Sửu cần có thời gian nghỉ ngơi, cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm, hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp giúp cơ thể sạc lại nguồn pin. Bên cạnh bản thân, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điểu khách trụ về tàn sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Luận về tử vi tuổi Sửu trong năm 2023 đối với từng tuổi. 1. Tuổi Sửu sinh năm 1949.
Người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, bước sang năm 2023 ở tuổi an nhàn hưởng phúc. Vận khí trong năm không có nhiều biến động bất lợi, nên con giáp này hoàn toàn có thể an tâm vui hưởng tuổi già quay quần bên con cháu. Vấn đề được quan tâm nhất trong thời điểm này là sức khỏe. Chỉ cần người tuổi Sửu sinh năm 1949 duy trì được lối sống lành mạnh, dưỡng sinh khoa học, vận động vừa phải thì thể trạng rất khỏe mạnh, tinh thần cũng minh mẫn hơn. Ở tuổi này đôi lúc bạn cảm thấy cô đơn khi con cháu đều có cuộc sống riêng, cộng với khoảng cách thế hệ. Những lúc như vậy bạn nên suy nghĩ thoáng hơn, chia sẻ với người bạn đời hoặc người đồng niên và nên thấy mừng vì con cháu đều trưởng thành. 2. Đối với tuổi Sửu sinh năm 1961. Đối với người tuổi Tân Sửu trong năm 1961 ở phương diện cuộc sống thì người bản mệnh có mức ổn định trong năm nay. Người đã về hưu thì dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Những người vẫn đang tại chức ở độ tuổi này cũng không nên ôm đồm quá nhiều việc, kẻo lao tâm khổ tứ, vừa mệt người vừa khó đảm bảo xác suất thành công cao như thời gian còn khỏe mạnh, tráng niên. Vấn đề tài chính của người tuổi Tân Sửu được khuyên nên xem xét và tính toán cẩn thận, cơ hội kiếm tiền không ít. Song, nếu đầu tư ồ ạt và chạy theo trào lưu thì người tuổi này có thể bị lừa gạt dẫn tới trắng tay. Bạn cũng có thể gặp một vài triệu chứng khó chịu do sức khỏe giảm sút, đặc biệt là về đường tiêu hóa, bạn nên để tâm chăm sóc bản thân nhiều hơn. 3. Đối với tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong năm Quý Mão, người tuổi Quý Sửu tuy không gặp phải quá nhiều trở ngại trong sự nghiệp, nhưng cơ hội để thăng chức vẫn chưa rõ ràng. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên nên được duy trì ở sự hữu hảo, chớ nên vì thể hiện cái tôi mà gây xích mích không đáng, nếu người chịu thiệt thòi vẫn là chính bạn. Năm Quý Mão cũng không thích hợp cho người tuổi Quý Sửu tham gia các trò đỏ đen hay đầu tư mạo hiểm. Điềm báo cho thấy nguy cơ thua lỗ khá lớn, đặc biệt người tuổi Sửu có thể vướng vào các trò lừa đảo hoặc thậm chí liên quan tới pháp luật. Tốt nhất hãy cứ chăm chỉ, làm thật, hưởng thật, bạn sẽ thu hoạch tương xứng. Ngoài ra, con giáp này cũng được khuyên không nên uống rượu bia, đặc biệt là phải lái xe ở những các hành trình xa, kẻo gây tai họa. 4. Luận về tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Ở độ tuổi chính của sự nghiệp, người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 có nhiều tham vọng muốn thực hiện. Tuy nhiên, bạn cũng nên lượng sức mình, đừng tự gây sức ép cho bản thân. Về tài lộc, người tuổi Ất Sửu cho thấy khả quan, buôn bán có duyên cho mình, tiền bạc kiếm được không ít. Tuy nhiên, những người ham mê bài bạc, tham gia đầu tư rủi ro có thể chịu nhiều thiệt thòi khiến tài khí suy giảm. Đặc biệt, bản mệnh nên tránh xa các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận lớn nhưng kèm theo không ít các rủi ro. 5. Luận về tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có nhiều ưu thế phát triển hơn trong năm 2023. Có không ít cơ hội để phát triển sự nghiệp suôn sẻ. Tuy nhiên, có đôi khi bạn ôm quá nhiều việc về phía mình, không nỡ buông bỏ bất cứ cơ hội nào. Điều đó chưa chắc đã có lợi cho bản thân, nhất là khi bạn sẽ không có đủ tâm sức và cả thời gian để lo liệu ổn thỏa tất cả mọi thứ cùng một lúc. Trong năm 2023 này, những người có ý định thi tuyển, bồi dưỡng chuyên môn cần chăm chỉ nhiều hơn, chớ nên nghĩ mình giỏi mà sinh ra chủ quan. Về tình cảm, người độc thân chưa có nhiều thay đổi, thậm chí nếu nhẹ lòng, bạn còn có thể bị lừa gạt cả tình lẫn tiền bạc. 6. Luận về tuổi Sửu sinh năm 2009, tuổi Kỷ Sửu. Đối với các bạn tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009 dễ bị phân tâm bởi các điều kiện ngoại cảnh, có thể bị bạn bè lôi kéo rủ rê,
tâm lý muốn chơi hơn là muốn học nên thành tích học tập có thể sa sút vì thế. Một số bạn có những rung động tình cảm với các bạn khác phải cũng sẽ ảnh hưởng tới tinh thần học hành. Gia đình cần quan tâm, nắn chỉnh kịp thời để mọi việc không đi quá xa. Trong năm 2023, người tuổi Kỷ Sửu cũng không nên vui chơi ở những nơi hẻo lánh, xa xôi, gần sông nước hay nghịch ngợm trò mạo hiểm để tránh tổn thương không đáng có. Vận hạn năm 2023 của tuổi Dần, thoát khỏi năm tuổi tài lộc ùn ùn kéo tới. Xem tử vi tuổi Dần trong năm 2023 cho thấy năm gặp xung khắc với ngũ hành lưu niên nhưng đồng thời được nhiều các tinh trợ mệnh để giải vây. Người tuổi Dần có nhiều thách thức cần vượt qua và cả những cơ hội để bứt phá. Luận về công việc, phương diện này người tuổi Dần được những sao tốt trụ về công danh như chính ấn và chính quan chiếu mệnh nên đều chuyển biến tích cực hơn năm 2022 trước đó. Đặc biệt, nam mạng sẽ có nhiều không gian phát triển hơn nữ mạng nhờ có sao Thái Dương hậu thuẫn. Tuy nhiên, vẫn còn đôi chút gặp gần do tính đa nghi của tuổi Dần trở nên mạnh mẽ hơn trong năm nay. Về phương diện tài lộc, công việc ổn định nên thu nhập của những chú hổ được đảm bảo an toàn. Chỉ cần người tuổi Dần chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc. Việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Phương diện tình cảm, chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên không tốt cho Dần. Hiểu lầm là nguyên nhân chính gây phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. Luận về phương diện sức khỏe, con giáp này nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao. Lười vận động không tốt, vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Bạn nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo trạng thái ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Chi tiết tử vi của tuổi Dần trong năm 2023. 1. Luận về sự nghiệp. Khác với tử vi năm 2022, khi người tuổi Dần bước sang năm Quý Mão 2023 thoát khỏi Thái Tuế lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên tuổi Dần có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật trước đó. Năm nay 2023 cũng đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh sự nghiệp. Khi đã có khá nhiều các tinh hậu thuẫn, dù ở môi trường nào, người tuổi Dần hoàn toàn có thể tìm ra cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Được sao chính ấn và chính quan trụ về công danh chiếu mệnh, đây sẽ là cơ hội để người tuổi Dần lấy lại những gì đã mất trong năm Nhâm Dần 2022 trước đó. Có thể thấy những chú hổ đang tự tạo ra động lực cố gắng cho bản thân. Nếu không tự mình có đam mê, sẽ có rất nhiều việc không tốt đối với mình và sẽ có đủ năng lực để khiến cho tuổi Dần thay đổi suy nghĩ trong tương lai. Trong năm, người tuổi Dần khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, bạn nên nắm bắt để trang bị cho mình thêm những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Đừng ngại va chạm, bởi có va chạm và cạnh tranh, bạn mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương, các tinh này còn có lợi cho nam mệnh hơn nữ mạng trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy mà con giáp này có thêm sự song sáo, dám nghĩ, dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục suôn sẻ như vậy, nhưng do ngũ hành của tuổi Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, khó khăn cũng có thể ập tới bất cứ khi nào. Nhất là vào những thời điểm bản mệnh chủ quan lơ là.
Đặc biệt, trong năm 2023, người tuổi Dần còn bị sao trực phù chiếu, sự đa nghi của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn khó tin tưởng người khác trong quá trình làm việc chung, nên có thể bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Con giáp này còn có xu hướng tách biệt, làm việc độc lập bởi cho rằng mọi thứ mình nghĩ, mình làm là mới đúng và nắm chắc. Có bàn tay người khác nhúng vào rất dễ nảy sinh xung đột. Xong, cũng bởi như thế, mọi việc phải tự thân làm một mình cố gắng, đôi lúc vất vả, còn không được ghi nhận xứng đáng vì sức người có hạn. Bạn nên tiết chế cảm xúc, trở nên nóng nảy trong cách hành động, làm việc và lời nói. Dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu, cũng nên chú ý quan cảnh kẻo rước thị phi vào người. 2. Luận về phương diện tài lộc. Năm 2023 dự báo về phương diện tiền bạc của người tuổi Dần, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của những chủ hộ không đến mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thật sự kiên trì và tỉnh táo. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của người tuổi Dần cũng được đảm bảo. Chỉ cần người tuổi Dần chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tắc có lợi nhuận thu về, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt là những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, người tuổi Dần đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối. Nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm ngăn cản thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân trong lúc này. Vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế trong năm nay bạn nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn tiền. 3. Luận về tình duyên. Ngũ hành xung khắc dự báo, con đường tình duyên của những chủ hộ đối mặt với khá nhiều trở ngại trong năm Quý Mão 2023. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân đều có những nỗi buồn tủi khó chia sẻ. Với các cặp đôi, hiểu lầm liên tục xảy ra nhưng không bao giờ tháo gỡ kịp thời có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này với nửa kia. Nếu có thể tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai người từ đầu, vấn đề có lẽ đã không nghiêm trọng đến vậy. Đáng lo ngại hơn cả là dấu hiệu có người xuất ba, thứ ba xuất hiện. Cố gắng chen chân vào giữa hai bạn khi khoảng cách đôi bên ngày càng lớn. Những trận giận hờn chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ đó phá hoại tình cảm mà hai bạn đã vất vả xây dựng. Còn với người độc thân, dù cũng có cơ hội hẹn hò, song mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu. Bản thân bạn cũng không đủ kiên nhẫn ở giai đoạn đầu của cuộc tìm hiểu nên mọi thứ diễn ra và kết thúc khá chóng vánh. Có vẻ như con giáp này vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và có tính ràng buộc vào lúc này. Nhưng nếu cứ vui chơi qua đường rồi thôi, bạn có thể sẽ làm tổn thương và bỏ lỡ những người thân yêu của mình. Con giáp này cần có trách nhiệm hơn với cảm xúc của bản thân. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, những chủ hộ có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức, mải mê quá với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Bạn nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, đặc biệt trở nên bỏ bữa dù bận rộn đến đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày, đường tiêu hóa của bản thân. Bên cạnh đó, người tuổi Dần cũng nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể dục, thể thao. Lười vận động không tốt, nhưng vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Bạn nên tập luyện cân bằng, phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy hiểm bệnh tật.
Ngoài ra, trong năm cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hay đèo cao, vực sâu. Nhiều âm khí, kẻo phong thần, gây họa, tính mạng có thể gặp bất trắc. Tử vi của từng tuổi dần trong năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Canh Dần, sinh năm 1950. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 bước sang năm 2023 đã ở tuổi ngoài thất tuần. Lúc này bản mệnh có thể an nhàn hưởng tuổi già, quay quần bên con cháu mà ít nỗi lo. Vấn đề duy nhất mà người tuổi Canh Dần cần quan tâm là việc chăm sóc sức khỏe. Người tuổi này nên chú ý đi lại kẻo va đụng, trật ngã sẽ gây tổn thương xương khớp, rất ảnh hưởng tới sinh hoạt. Bên cạnh đó, công việc quá sức tốt nhất nên cậy nhờ con cháu chớ tự mình đảm đương. Tâm lý người cao tuổi đôi lúc nhạy cảm hơn thường ngày. Bạn nên nghĩ thoáng mọi chuyện, chia sẻ với bạn đời hay con cái cho nhẹ lòng, đừng chấp vặt. 2. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Trong năm 2023, người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nên tránh các hoạt động kinh doanh đầu tư có tính cạnh tranh, kẻo dẫn tới thua lỗ. Ngoài ra, hãy tránh xa những người anh em bạn bè không đáng tin cậy để tránh bị họ lôi kéo dụ dỗ làm ăn bất chính. Đặc biệt có những tranh chấp xảy ra, tốt nhất nên hạn chế và cố gắng dĩ hòa dĩ quý, chớ nóng nảy hoặc chuyện bé sẽ ra to có thể dẫn tới đụng tai đụng chân, khó tránh thương tích. Đồng thời, người tuổi Nhâm Dần cũng nên dành thời gian bồi bổ, rèn luyện để tăng cường sức đề kháng, sức khỏe cho bản thân. Cũng không nên thường xuyên lui tới những nơi hoang vu đề phòng các vật nhọn hoặc kim loại gây tai nạn thương tích. 3. Luận về tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Trong năm Quý Mão 2023, người tuổi Giáp Dần có thể nhận được một số cơ hội trong sự nghiệp vào năm 2023 này. Đây có thể là cơ hội do anh em, bạn bè mang lại, nhưng bản mệnh vẫn cần phải tự mình nỗ lực để đạt được chúng thay vì dựa dẫm vào người khác. Đồng thời, bạn cũng nên cần biết san sẻ lợi ích, báo đáp với những người đã giúp đỡ mình, kẻo dẫn tới tranh giành anh em bạn bè trở mặt. Những người đã ly hôn và đang độc thân có thể sẽ có một cơ hội tình cảm trong năm nay. Bạn có thể chấp lấy cơ hội đó để có người cận kề sớm hơn. 4. Luận về tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Bước sang năm Quý Mão, người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 đón những cơ hội phát triển sự nghiệp, học tập trong năm nay. Đặc biệt, con giáp này có cơ hội được quý nhân dìu dắt chỉ dẫn cho con đường phù hợp. Dù vậy, cơ hội vẫn luôn chia đều cho mọi người. Nếu bạn không đủ nhanh nhẹn và đấu tranh mạnh mẽ, bạn rất có thể bỏ lỡ cơ hội đó. Người độc thân cũng sẽ có những nhân duyên tốt lành trong năm 2023. Nếu con giáp này chịu mở lòng, nỗ lực thể hiện sự chân thành của mình thì không khó để bạn thoát khỏi cảnh độc thân hoặc thậm chí bước vào cuộc sống hôn nhân trong năm nay. Về phương diện tài chính, chi tiêu có phần thoáng tay hơn nên ảnh hưởng ít nhiều tới các kế hoạch tích góp của bản mệnh, thậm chí còn có thể đối mặt với áp lực tiền bạc. 5. Luận về tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Với những người tuổi Mậu Dần, tuy có một số cơ hội ngon ăn trong sự nghiệp và học hành, nhưng con giáp này vẫn có thể để vụt mất một cách đáng tiếc vì sự cố chấp của bản thân. Tốt nhất nên lắng nghe, học hỏi từ những người đi trước để không phạm phải sai lầm đáng tiếc. Năm 2023 cũng không phải là một năm có lợi cho các kế hoạch cạnh tranh chức vụ, quyền lợi của con giáp này. Bạn dễ bị cướp đoạt công suất, thủ đoạn cản trở. Tốt nhất nên án binh bất động, theo dõi thêm một thời gian tới, chờ thời cơ chín muồi hẳn thực hiện dự định. Những người tuổi Mậu Dần độc thân rất có hy vọng
thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng trong năm nay. Tuy nhiên, nếu cứ thờ ơ và thiếu sự nghiêm túc như trước đó, đây có thể sẽ tiếp tục là một năm ế bên của con nhóc này. 6. Tuổi Canh Dần, sinh năm 2010. Đối với những bạn sinh năm Canh Dần 2010 có xu hướng nóng vội, hiếu chiến hơn năm 2022. Đôi lúc có thể gây họa vì chính sự hấp tấp của bản thân, không chỉ ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân mà còn khiến hình thành tích học tập thụt lùi. Vấn đề học tập đôi lúc còn chảnh mãn vì mải mê với sở thích bên ngoài, rất cần có sự thôi thúc kịp thời của cả phụ huynh lẫn giáo viên để duy trì kết quả học tập ổn định. Một số bạn bắt đầu khám phá về giới tính, nảy sinh rung động khác giới, nhưng cũng không nên vì tò mò mà đi quá giới hạn. Tuổi Mão, năm tuổi ập đến khó khăn dồn dập, chưa thể thảnh thơi. Xem tử vi năm 2023 đối với tuổi Mão. Trái với tử vi tuổi Mão năm Nhâm Dần 2022, năm nay quý bạn cầm tinh con mèo do phải đương đầu với hạn tuổi và cục diện trực thái tuế nên vận khí nhiều bất ổn, khó khăn dồn dập, chẳng lúc nào có được cảm giác thảnh thơi đúng nghĩa. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, phù phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ khi nào. Chẳng những mưu sự bấp bênh, nay đây mai đó, mà sức khỏe cũng sa sút, ốm đau liên miên. Tư tưởng của bản mệnh cũng nhiều bế tắc, cần có phương pháp giải tỏa kịp thời để tránh ưu uất chết. Nhìn chung về phần công việc, đây sẽ là một năm nhiều thử thách đối với những chú mèo. Áp lực tăng mạnh đòi hỏi bạn phải thật vững vàng mới mong vượt qua sóng gió. Nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi thì hãy thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Luận về phương diện tài lộc, tài khí suy, kiếm tiền không dễ dàng, các khoản chi tiêu nhiều hơn dự kiến. Đầu tư làm ăn cần có sự thận trọng, kẻo lợi bất cập hại, đối tác trở mặt, chưa thấy lợi nhuận đâu đã thua lỗ không thể ngăn cản. Luận về phương diện tình duyên, phương diện tình cảm buồn nhiều hơn vui. Năm bản mệnh khiến con giáp này dù có đào hoa thì cũng chỉ là đào hoa xấu, gặp nhưng không ở lại, duyên đến rồi đi khiến cho bạn thêm mệt mỏi chán chường. Thậm chí có các cặp đôi còn đối mặt với cảnh chia ly. Xem chi tiết tử vi tuổi Mão năm Quý Mão 2023 luận và các phương diện. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Theo dõi tử vi tuổi Mão năm 2023 thấy rõ, những chú mèo rơi vào vòng 5 tuổi nên tai ương bổ vây, công danh sự nghiệp chững lại, kế hoạch dễ đổ bể. Biến động về công việc khá nhiều, đòi hỏi con giáp này phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Ảnh hưởng của thái tuế, áp lực là điều khó tránh. Đúng với câu đương đầu thái tuế, phù phúc liền có họa, con giáp này có thể chịu tác động bất lợi từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Công việc chững lại, có đạt được thành tích tốt đẹp dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ, làm nhiều nhưng chưa chắc đã hưởng hết thành quả. Bên cạnh đó, năng lực làm việc giảm sút, không phát huy được đến mức cao độ khiến cơ hội thăng tiến trôi tuột khỏi tầm tay. Cạnh tranh, đấu đá cũng có dấu hiệu tăng lên khi hung thần thiên quan gia tăng ảnh hưởng. Không gian phát triển không lớn, lại liên tục phải dè chừng đối thủ khiến con giáp này tốn nhiều thời gian để kèn cựa. Chất lượng giảm sút là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, thái tuế còn khiến tư tưởng của những chú mèo có nhiều bế tắc, hành sự chỉ chú tâm vào những điều mình nghĩ mà thiếu đi sự quan sát tổng quan. Đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. Hơn nữa, cái tôi của con nhóc này có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chuốc lấy rắc rối cho mình.
Lời khuyên dành cho người tuổi Mão là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác. Hành sự nhất định phải cẩn trọng, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thử thách đối với bản mệnh. Nếu khó khăn không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi mà hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn luyện bản thân có khả năng thích nghi nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho người tuổi Mão khi các tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh hãy cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày tiến tới thành công. 2. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Mão trong năm 2023. Xem tử vi của tuổi Mão trong năm 2023 đối với người tuổi Mão về phương diện tài lộc cũng giống như phương diện sự nghiệp. Triệu hạn từ trực thái tuế, chắc chắn thu nhập của những chú mèo cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Hung vận khiến cho tiền bạc liên tục thất thoát, trong năm có nhiều khoản chi phí lớn ngoài dự kiến. Dù bản mệnh vẫn còn kiếm được tiền, nhưng kiếm được ít nhưng lại tiêu pha nhiều. Để tích lũy được những dự định lớn như mua nhà, mua xe cộ, e rằng vẫn còn xa nữa mới đạt được mục đích. Nhưng dù có những dự án hùng hạp làm ăn cũng dễ gặp bất trắc nửa chừng, họa phá tài treo lơ lửng trên đầu. Đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp vào thời điểm này. Cố chấp tiến hành chỉ khiến cho bản mệnh nếm trái đắng, có thể thất bại vì những yếu tố khách quan. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng trở nên qua lo chủ quan. Hạ thái tế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc, dễ nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ chịu thiệt thòi hơn cả. Do đó, bạn cần hết sức thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân hay người có quen biết. Nếu là dự án đang thực hiện dàn dở, nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng, cái lợi, cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Bạn không nên chủ quan quen tai quen việc mà nhảy cốc bỏ giai đoạn, bởi trong năm vận khí sa sút, chuyện xui xẻo có thể xảy ra bất cứ khi nào. Nóng vội khiến bạn mất cả chi lẫn chai. Trong năm mà tài vận bất ổn, tốt hơn hết người tuổi Mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen, kẻo ngày có ngày tài trắng. Nhìn chung, tuổi Mão chỉ cần tập trung vào phương diện chính tài, tức làm tốt công việc chính, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Khi đó thu nhập sẽ ổn định hơn và dần khởi sắc. Bên cạnh đó, vật vã leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi người tuổi Mão phải có cách chi tiêu quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn nợ nần. 3. Luận về phương diện tình duyên. Đường đầu thái tuế lại thêm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, phương diện tình cảm của những chú mèo được dự đoán buồn nhiều hơn vui, duyên đến rồi đi, để lại cũng chỉ là những sự bẻ bàng tổn thương tinh thần cho con giáp này. Hung vận quá lớn trong năm bản mệnh khiến người tuổi Mão độc thân, dù vẫn có cơ hội gặp gỡ hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu, cũng vì nhiều mối quan hệ mà bạn không biết đâu mới là đối tượng thích hợp. Đúng với câu, ngày lắm mối, tối nằm không. Nếu không bình tâm suy xét thì hết năm bạn khó tìm được người phù hợp. Nhìn chung tình cảnh gian dở vừa tổn công vừa tổn sức, dày vò tâm lý khiến bạn trở nên mệt mỏi chán trường. Với các cặp đôi có tâm lý trong năm đường đầu thái tuế có nhiều gút mắt, tự mình buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Nếu hành xử ích kỷ theo ý mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn ngày càng sâu. Đã vậy, dấu hiệu của kẻ thứ ba xuất hiện rõ ràng, không thể chối cãi. Nếu tình yêu giữa hai bạn chưa thật sự sâu đậm, tình cảm chưa có sự gắn kết,
có thể vì nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan dẫn tới đứt gánh giữa đường. Ngược lại, tình cảm chân thành sẽ giúp hai bạn vượt qua mọi trở lực để có thể bên nhau hạnh phúc. Với một số người tuổi Mão đã kết hôn, bạn cần chú ý hơn tới tâm trạng tâm tư của bản thân và cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà ảnh hưởng, làm có những hành xử gây tổn thương cho nửa kia. Đặc biệt, cần tránh chê bai nhau mà dễ dẫn tới mất hòa khí, không khí trong gia đình trở nên nặng nề. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Mão năm Quý Mão 2023, trực thái tuế ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe của con giáp này, lại có hung tinh thiền khốc cản trở, ra sức tác quái tác quái khiến cho sức khỏe giảm sút, dễ gặp hung biển bất ngờ, ốm đau bệnh tật khó tránh. Vì vậy, trong năm 2023 này, những chú mèo cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình. Bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xương cổ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt hay là kính vỡ. Ngoài ra, người tuổi Mão cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi vã, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới họa huyết quan. Trong mọi tình huống con giáp này, không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Thái tuế tác động còn khiến tâm lý trở nên bất ổn, tư tưởng có nhiều bế tắc, cần có phương pháp giải tỏa kịp thời để tránh uất quốc dẫn đến stress. Nữ mệnh còn chú ý các vấn đề về nội tiết, sinh lý, vấn đề sinh con, đẻ cái. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường luyện tập thể thao, điều chỉnh theo chế độ ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật. Hung tinh thiền khốc còn ám chỉ có tàn chế trong nhà. Người tuổi Mão quan tâm nhiều hơn tới người trong nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát triển bệnh tật và nhất là người lớn tuổi. Luận về từng tuổi Mão trong năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Tân Mão, sinh năm 1951. Vận trình năm 2023 đối với người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 không thuận lợi. Dưới tác động của trực thái tuế, sức khỏe bản mệnh suy giảm, dễ bị hình thương do vấp ngã hay va chạm, đi đứng cần hết sức thận trọng, tránh làm việc quá sức. Tâm tư tình cảm của con giáp này cũng không tốt, đa phần là do bản mệnh suy nghĩ nhiều về chuyện con cháu, chủ yếu là do khoảng cách thế hệ nên có ít người bầu bạn. Bản mệnh nên suy nghĩ thoáng mọi việc, tự tìm niềm vui tuổi già hay chủ động chia sẻ với con cháu và bạn đời. 2. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Bước sang năm 2023, người tuổi Quý Mão phạm thái tuế, vận trình năm không lý tưởng. Ở độ tuổi này, bản mệnh nên an hưởng tuổi già, đừng lao tâm khổ tứ về công việc, tài chính hay chuyện con cháu nữa. Vấn đề gì cũng nên nghĩ thoáng, chọn cách chia sẻ hơn là giữ trong lòng suy nghĩ quá nhiều, sẽ khiến cho tinh thần xuống dốc, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Gia đạo có phần rõ ràng, tình cảm vợ chồng và giữa các thế hệ có thể nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi vã. Sức khỏe có nhiều biến chứng bất ngờ, cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng chống nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là nam mệnh hút thuốc lâu năm, cần sớm từ bỏ để tránh những hệ lụy nguy hiểm trong cơ thể. 3. Luận về tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Với người tuổi Ất Mão, trong năm Quý Mão 2023 này không phải là một năm quá nhiều hung hiểm. Dù bị trực thái tuế phủ đầu, nhưng trong năm vẫn có cơ hội được quý nhân dìu dắt, vận khí hung cát đang xen. Sự nghiệp dễ có cơ hội thăng quan tiến chức, nhưng đồng thời cũng dễ bị tiểu nhân ghen ghét nhầm ngó. Bạn cần hết sức thận trọng trong vấn đề này. Phương diện tài lộc vẫn có điểm sáng nhất định, đầu tư cần có biết điểm dừng, tham lam quá độ sẽ khiến cho tài trắng. Về vấn đề sức khỏe, không nên làm việc quá sức, cần có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đề phòng các chứng khó chịu về đường tiêu hóa.
Trong năm 2023 có thể xảy ra xô xát, bạn nên hết sức kiềm chế, càng hung hãn càng dễ chuốc họa vào thân. 4. Luận về tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Năm 2023 này, người tuổi Đinh Mão đương đầu thái tuế nên vận trình suy giảm, khó khăn vây hãm tứ bề, công việc có nhiều trở lực khó tiến nhưng mong muốn, nhưng nhìn chung những thách thức vẫn có những cơ hội thúc đẩy khả năng tiềm tàng của con giáp này được khai khóa. Bản mệnh có những cơ hội thuận lợi để cạnh tranh và học hỏi, đồng thời cũng là bị kìm hãm do đối thủ chơi xấu. Nhìn chung, vấn đề nào cũng có hai mặt, bạn đều cần chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Tài lộc trong năm dễ có tổn hao, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều, thu chi vẫn mất cân đối, bạn cũng nên đề phòng bị mất trộm, ra đường, ngõ trước, ngõ sau, đừng khoe khoang tiền của kẻo bị kẻ xấu đeo bám. Còn về sức khỏe, vì cuộc sống vất vả, nhiều áp lực, bản mệnh nên tự điều dưỡng và bồi bổ cơ thể nhiều hơn, làm việc quá sức hay sinh hoạt thất thường, dễ có bệnh tật quẩn thân, mất nhiều tiền cho việc khám chữa bệnh. 5. Luận về tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Các bạn sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão sẽ cần rất nhiều sự nỗ lực và chăm chỉ để vượt qua những thách thức do thái tuế ảnh hưởng trong năm 2023. Vận trình trong năm có nhiều biến động, mưu sự khó thành, công việc áp lực liên miên, phải một mình cản đảng, chứ ít có sự giúp đỡ. Mối quan hệ công sở cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cần hạ thấp cái tôi để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng. Năm nay không thích hợp để cho việc nhảy việc hay khởi nghiệp, tốt nhất nên chú trọng sự ổn định hơn là thay đổi. Tài lộc kém sắc, đề phòng sự hùng hạp dễ bị lừa lọc lợi dụng. Phương diện tình cảm cũng không như ý, dù là người độc thân hay đã kết hôn. 6. Tuổi Tân Mão sinh năm 2011. Năm 2023, người tuổi Tân Mão sinh năm 2011 có nhiều thăng trầm, nhiều hung hiểm, cẩn thận đề phòng. Ở tuổi thích chạy nhảy, bản mệnh nếu không chú ý an toàn dễ bị va vấp thương hình, trở nên đùa nghịch quá trớn. Con giáp này cũng cần chú ý tới hình thành thói quen ăn uống tốt, hạn chế ăn quá nhiều đồ cay hoặc quá lạnh, nếu không tốt cho răng và dạ dày. Phương diện học hành không lý tưởng, dưới sức ép của thái tuế, tinh thần học hành sa sút, không có hứng thú học tập. Ở giai đoạn này, trẻ cần được cha mẹ, thầy cô quan tâm, động viên kịp thời. Vận hạn năm 2023 của tuổi Thìn, năm giữa tam tai đã bớt khó khăn hơn trước. Xem tử vi năm 2023 được đánh giá là có nhiều thách thức nhưng cũng năng động với những cá nhân của tuổi Thìn. Hung phận lớn nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình. Công việc do ảnh hưởng của đồng thời hại thái tuế và năm giữa tam tai nên người tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn hơn, khởi sự khó thành, việc cụ dở dang. Năm 2023 có thể là năm hạn nặng nhất trong lần tam tai này nên người tuổi Thìn làm gì cũng cần hết sức chú ý. Đây cũng là năm bạn vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn có thể rơi vào những cái bẫy gặp hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài, hao sức. Luận về phương diện tài chính. Vận khí sa sút dễ khiến cho tiền khí và tài vận của con giáp này hao hụt không ít. Con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng chi tiêu, chú trọng biết tiết kiệm. Luận về tình cảm, đây cũng là năm mà đương số nên thận trọng trong chuyện tình cảm, mâu thuẫn đôi lứa có thể gia tăng. Người độc thân tránh đứng nỗi này trong nỗi nọ, kẻo mất cả chi lẫn chai. Tình cảm cần được bồi đắp dần qua thời gian chứ không phải một ngày hai.
luận về sức khỏe, tâm trạng sa sút, trục trặc trong công việc và tình cảm có thể khiến cho người tuổi Thìn chán nản, thất vọng, người tuổi Thìn dần sinh tâm bệnh. Con giáp này nên lưu tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh. Xem chi tiết tử vi tuổi Thìn năm 2023. Bước sang năm 2023, năm Quý Mão, ở các phương diện công việc, tiền bạc, sức khỏe. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. So với tử vi năm trước, vẫn còn khá thuận lợi, nhưng bước sang năm 2022, con giáp này mới thực sự phải chịu trận với những hung hiểm phải đối mặt. Hung vận gia tăng ảnh hưởng do con giáp này phải đối mặt với đồng thời cục diện hại thái tuế và hạn tam tai bước vào năm giữa. Khó khăn, áp lực, thách thức là tất cả những gì mà người cầm tinh con rồng có thể không thể tránh được. Đây là năm hầu hết các kế hoạch cũ mới của tuổi Thìn đều vấp phải cản trở nhất định, nguyên nhân tới từ cả khách quan lẫn chủ quan. Khởi sự khó thành, việc cũ dở dang, điều này cũng đặt ra thách thức cho sự kiên trì, ứng biến linh hoạt của con giáp này. Năm Quý Mão có thể là năm hạn nặng nhất trong lần tam tai này, nên người tuổi Thìn được khuyên làm gì cũng cần hết sức chú ý. Mọi việc nên liệu sức mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau. Tốt nhất là nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực bản thân. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì năm này có thể khiến bạn phải thất vọng. Vận khí thăng trầm bất ổn khiến cho người tuổi Thìn muốn thay đổi để thích ứng, khó mà làm được cố định một chỗ, một vị trí trong thời gian dài, nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Cục diện tương hại còn khiến cho người tuổi Thìn dễ vấp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào cái bẫy gặp hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bạn đứng, làm ăn đổ bể, hao tổn tiền của và công sức. Với những người đang muốn thay đổi công việc, hiện không phải là thời cơ tốt. Dù vẫn có cơ hội làm việc, song quan trọng nhất bạn nên biết mình cần gì và muốn gì. Việc chạy theo tiếng gọi đam mê đôi khi chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự cả thèm chóng chảng của con giáp này mà thôi. Hung vận lớn nhưng không phải là không có cơ hội cho người tuổi Thìn trở mình. Trong hung tàn cát, sao tốt trụ về công danh là Ấn Quan và Thiếu Dương. Sẽ là những sao tốt giúp gia tăng thọ cứu giãn trong nguy nan giúp người tuổi Thìn đúng lúc. Chỉ cần con giáp này có nỗ lực thật sự thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Nhìn chung, năm Quý Mão 2023 với người tuổi Thìn diễn ra tốt đẹp hay trắc trở hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn thể hiện sức mạnh và hạn chế điểm yếu. Đây cũng là một năm bận rộn cuốn bạn vào với một guồng quay mạnh mẽ, nhưng đồng thời nó cũng giúp bạn rèn giũa bản thân với những kinh nghiệm thực chiến để ngày càng trưởng thành hơn. Hãy cứ đón nhận mọi thứ như một điều tất yếu của cuộc sống. 2. Luận về phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc, tuổi Thìn được dự đoán là một năm tài chính bấp bênh, thu chi mất cân đối, lợi nhuận sẽ sa sút. Hung vận từ hại thái tuế và tam tai khiến cho người tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn trong làm ăn, kế hoạch hợp tác dễ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng. Tiểu nhân vận cũng cảnh báo chiêu trò cạnh tranh chơi xấu từ đối thủ trong năm sẽ tăng lên, bản mệnh nên hết sức chú ý. Con giáp này tốt nhất nên cân bằng khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Con giáp này đôi khi có thể bị sự bốc đồng mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí là phải trả một cái giá không nhỏ. Do đó, trước khi hành động, đừng quên cho mình thời gian để cân nhắc thiệt hơn. Làm ăn quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc đến đấy, bản mệnh không nên tham lam, ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẹo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn.
Chi tiêu cần phải chú trọng tiết kiệm. Những người có thói quen tiêu xài hoang phí sẽ càng dễ rơi vào tình trạng eo hẹp trong năm Quý Mão 2023. Ngược lại, với người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh sẽ không chịu những ảnh hưởng ít hơn dù nguồn thu nhập không tăng tiến là mấy. Đặc biệt, người tuổi Thìn cần đặc biệt nhớ tới các viện pháp, lách luật hay những trò mang tính đỏ đen không hề phù hợp với bạn trong năm nay. Cục diện hại thái tuế cộng thêm ảnh hưởng từ tam tai sẽ khiến bản mệnh có thể vướng vào kiện tụng nếu làm ăn bất chính. Chớ dại đánh đổi tương lai của mình vì cải lợi trước mắt. Nhìn chung, vì vận khí thăng trầm bất ổn, có thời điểm người tuổi Thìn liên tục chịu áp lực về tài chính, hao tổn tiền của, phá tài. Nhưng một khi đã vượt qua thì con giáp này vẫn có thể tìm được ánh sáng trong bóng tối bằng chính khả năng của mình và khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vậy nên, đừng chỉ nhìn thấy cái khó khăn trước mắt mà vội bỏ cuộc, phải kiên trì tới cùng mới biết thành quả lớn nhường nào. 3. Luận về phương diện tình duyên. Bước sang năm Quý Mão 2023 nhận định, vận hạn bổ vây khiến con đường tình duyên của những chú rồng chịu nhiều tác động bất lợi dù trong năm vẫn có đào hoa chiếu mệnh. Vốn là năm được bách việc chủ nhân duyên nhập cục. Các tinh này mang đến may mắn trong các mối quan hệ tình cảm của người tuổi Thìn. Bất luận là người độc thân hay đã lập gia đình đều sẽ có những thời điểm tình yêu thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân nhìn chung khá vượng đào hoa, có thể mối quan hệ xã giao rộng dễ dàng tìm thấy đối tượng ưng ý về ngoại hình, tính cách hay điều kiện kinh tế. Tuy song cục diện tương hại lại khiến tình cảm dễ đi, có hỷ ái, có u sầu, rất dễ đi vào lối cực đoan. Còn giáp này gặp nhiều người nhưng chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài. Nếu đứng nỗi này trong nỗi nọ, bạn còn có thể mất cả chi lẫn chai. Những ai đã có đôi có cặp cũng phải đối mặt với mâu thuẫn gia tăng. Đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm hài lòng người ấy. Bạn sẽ không giữ được họ mãi mãi bên mình bằng cách này. Chìa khóa cho tình yêu của bạn trong năm là nên dành tình yêu cho người xứng đáng. Nhưng những người đã lập gia đình lại càng phải thật cảnh giác, rất dễ bị cám dỗ mà ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Cảm xúc thất thường còn khiến cho con giáp này có nhiều cái nhìn tiêu cực đối với nửa kia, giận hờn vô cỡ, mâu thuẫn, trách móc, hoài nghi. Một khi không thể làm chủ cảm xúc, người tuổi Thìn dễ nổi nóng, vội đưa ra những quyết định sai lầm. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Xem tử vi năm 2023 đối với người tuổi Thìn về phương diện sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện hại thái tuế. Tinh thần bị tác động mạnh là nguyên nhân chính khiến cho sức đề kháng giảm sút, tăng nguy cơ bệnh tật, ốm đau. Trong năm có nhiều việc cần phải lo toan, suy nghĩ, trục trặc trong cả công việc và tình cảm có thể khiến bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh. Bạn nên lưu tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh. Hơn nữa, tâm trạng không tốt có thể gây ảnh hưởng tới tính khí của bạn. Bản mệnh nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, dành thời gian thư giãn tinh thần để điều hòa khí huyết. Hung vận lớn nên người tuổi Thìn cũng nên hạn chế đi lại đường xa, cẩn thận hơn trong việc tham gia giao thông, chú ý đến vấn đề an toàn. Bạn có thể lựa chọn những môn thể thao vừa sức và có thể áp dụng thoải mái tại nhà để nâng cao thể lực, đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện nguy cơ bệnh tật nếu có. Xem tử vi tuổi Thìn năm 2023 cho từng tuổi. 1. Tuổi Thìn, sinh năm 1952. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý mệnh tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952, đa phần ít phải lo toan mưu sinh. Ở tuổi này, bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng tuổi già, vui vầy bên con cháu, củng cố đời sống tinh thần, từ đó nâng cao thể chất. Gia đạo đôi khi có chút bất ổn, nhưng chủ yếu là vấn đề của con cháu. Bạn có thể làm trung gian đứng ra để hòa giải, nhưng chớ nên can thiệp quá sâu.
Thêm nữa, trong năm có nhiều hung tinh xung chiếu, người tuổi Nhâm Thìn cần chủ động đề phòng bất trắc xảy ra với sức khỏe của mình. Khi đi lại, xuất hành đi xa cần phải hết sức thận trọng, nếu hạn chế được thì càng tốt. 2. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Phải chịu ảnh hưởng từ năm giữa tam tai, lại có hại thái tuế quanh hành, vận khí nhiều biến động, hung nhiều hơn cát. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong năm bản mệnh phải luôn tự nhắc nhở bản thân hành sự thận trọng, để mắt tới mọi việc. Những việc quan trọng tốt nhất nên đích thân xử lý, nếu không có thể tự mình đặt ra cũng không nên giao cho người khác hoặc giao đúng người đúng việc để tránh hạn chế những bất trắc xảy ra. Phương diện tài lộc thiếu may mắn, làm ăn lúc được lúc không. Bản mệnh nên dành thời gian nghỉ ngơi, tịnh dưỡng sức khỏe hơn là bon chen, tranh đấu, thương trường. Nếu là tình trạng bất khả kháng, chỉ nên làm ở quy mô nhỏ vừa sức, hạn chế rủi ro xảy ra. Ngoài ra, người tuổi Giáp Thìn cần đề phòng trong năm sức khỏe sa sút, trong mọi tình huống cần giữ tinh thần ổn định, tránh xúc động mạnh kẻo có nguy cơ đột quỵ. 3. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Với người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2023 vận khí không lý tưởng, tam tài tác động, mệnh hại thái tuế. Hung tinh đeo bám, công việc đa phần trắc trở khó khăn, mưu sự vấp phải nhiều vấn đề vượt tầm kiểm soát. Rắc rối liên miên khiến tinh thần và thái độ làm việc của con giáp này không có nhiều nhiệt huyết như trước. Điều này gây cản trở không ít cho con đường thăng tiến, thậm chí còn xảy ra xung đột với đồng nghiệp nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tài vận thăng trầm, tiền có kiếm được nhưng gặp vận suy thì mất rất nhanh. Với người hâm hố những trò đỏ đen thì càng dễ tay trắng, quàng trắng tay. Gia đạo có nhiều biến cố, chẳng những vợ chồng dễ mâu thuẫn liên miên mà còn có thể xảy ra xung đột không ngừng giữa cha mẹ, con cái. 4. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Bước sang năm Quý Mão, gặp địa chi tương hại, vận khí nhiều thăng trầm, dù muốn mưu cầu sự ổn định cũng khó. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, làm đến đâu thì phải đến chốn. Cho nên ôm đồm công việc không phải của mình hay thể hiện bản thân không đúng nơi đúng chỗ, kẻo vô tình rước họa vào thân. Với những ai muốn tìm kiếm công việc mới, vận khí nhiều biến động có thể khiến bạn có xu hướng dịch chuyển theo, khó mà cố gắng để cố định ở một vị trí hay một nơi nhất định. Nhưng vẫn nên cân nhắc tình hình, kẻo phải hối hận về những quyết định của mình. Tài chính chưa thật sự lý tưởng, tiền kiếm được chưa nhiều nhưng chi tiêu lại không ít, chưa thể tích lũy được. Còn giáp này cần lập kế hoạch chi tiêu khoa học hơn nữa, mai ra bạn mới có khoản dư thừa để tích lũy. 5. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, ấn quan tương trợ hứa hẹn năm Quý Mão sẽ là một năm nhiều trải nghiệm mới cho người tuổi này. Có điều, gặp phải sự cản trở của hại thái tuế, tâm tính bản mệnh thay đổi thất thường, khó kiểm soát cảm xúc, điều này có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ trong công việc. Về các mối quan hệ, nhân duyên có, nhưng đa phần là đào hoa xấu. Mới vừa bắt đầu chưa lâu đã có nguy cơ tan vỡ, cuối cùng chỉ để lại nỗi chán nản trong bạn. 6. Tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 2012. Với người tuổi Nhâm Thìn, trọng tâm của bản mệnh ở tuổi này là việc học tập, nên đừng quá phân tâm tới những việc ngoài lề kẻo ảnh hưởng tới thành tích chung. Ngoài ra, tâm lý trẻ ở giai đoạn này cũng có nhiều biến động, đôi khi sinh ra sự phản nghịch với cha mẹ khi không được đáp ứng yêu cầu. Đó có thể là nguyên nhân chính khiến trẻ hành sự khó hiểu, cáu bẳn, thậm chí gây gỗ với bạn bè đồng trang lứa. Cha mẹ cần lưu tâm tới vấn đề này để kịp thời chia sẻ, động viên, định hướng đúng cho trẻ. Trong năm, bản mệnh cũng nên chú ý đề phòng tai nạn bất ngờ gây thương tật, chảy máu. Tuổi Tỵ có dấu hiệu khởi sắc rõ ràng, tích cực thêm nhiều về tiền của.
Xem tử vi năm 2023 của người tuổi Tỵ đánh giá chung. So với tử vi tuổi Tỵ năm 2022, vận khí của con giáp này bước sang năm Quý Mão được đánh giá có những khởi sắc rõ ràng hơn hẳn. Thế nhưng, để có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải là lúc, người tuổi Tỵ vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Công việc, đây là năm sự nghiệp bản cát bản hung, có các tinh che chở nhưng cũng không ít hung tinh gình gặp gây điều thị phi bất cứ khi nào. Người tuổi Tỵ hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân dẫn tới tai bay vạ gió. Luận về tài lộc, phương diện này được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh. Nếu không chú trọng thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Luận về tình cảm, do ngũ hành xung khắc lại bị hung tinh trụ về nhân duyên trắc trở, có cô thần chiếu mệnh nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm, điềm báo có sự rạn nứt nghiêm trọng có thể dẫn tới những việc đường ai nấy đi, ly hôn. Còn những người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Luận về sức khỏe, trong năm có nhiều sao xấu tại mệnh gây hung hiểm cho sức khỏe như tan môn, thiên cậu, nên đi đứng còn phải thận trọng, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, nhẹ thì bị thương ngoài da, chảy máu, nghiêm trọng có thể chấn động hoặc động chạm, dao kéo, nguy hiểm tới tính mạng. Xem chi tiết tử vi tuổi Tỵ năm 2023. 1. Luận về sự nghiệp. Bước sang năm Quý Mão 2023, người tuổi Tỵ may mắn không gặp hình hay khắc thái tuế, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong năm không có quá nhiều sự cản trở, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái được thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần phải có bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do mà người tuổi Tỵ cần chú tâm và cố gắng hết sức để cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực lực cầu thị rất có lợi cho những ai có ý định ứng tuyển vào các vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cần cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Còn ngược lại, những người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm, tất nhiên vận trình vẫn cứ đều đều, không tăng không giảm. Nhưng nếu đó là sự lựa chọn của bạn thì cũng không phải có gì phải lo lắng. Cần đặc biệt lưu ý, trong năm Quý Mão, thiên can Quý Thủy xuất hiện, thiên quan trụ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực. Chẳng những ít sự đồng hành hỗ trợ từ người khác mà có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá. Hòa thị phi, điều tiễn dèm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân dẫn tới tai bay vạ gió. Thêm sự xuất hiện của hung tinh phá tối và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài. Do đó, trong năm nay, người tuổi Tỵ mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì chưa phải là lúc, bản mệnh cần nên chú ý sự ổn định thì hơn. Công việc chủ thủ, không nên chủ công, lấy tĩnh chế động, làm tốt công việc hiện tại, không tham lam vô độ, ôm đồm nhiều việc, nhảy việc, chuyển ngành nghề, ắt tự mình gây sóng gió. Càng ở thời điểm vận trình có trở lực nhất định theo giai đoạn, cái chính bản mệnh cần phải suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới. 2. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Tỵ trong năm Quý Mão.
Tử vi năm 2023 nhận định về phương diện tài lộc, tiền bạc của người tuổi Tỵ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ công việc nhỏ lẻ làm thêm cũng tăng lên giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cải khí của thiên tài. Thử tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ngày chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng song sáo, có sự chủ động trong mọi việc, giảm thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu về lại. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra. Thậm chí, dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn thấy được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cậu cảnh báo các mối quan hệ xã giao hợp tác làm ăn khá mong manh. Nếu không chú ý thắt chặt, rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, người tuổi Tỵ cần nên đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh được quyền buôn bán phải thật thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế cho mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt được hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong năm 2023 này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra những phán đoán sai lầm gây thiệt hại tiền của. 3. Luận về phương diện tình duyên. Bước sang năm Quý Mão 2023 này được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về mặt tình cảm của người tuổi Tỵ. Thậm chí, nếu không muốn xảy ra các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, con giáp này còn có thể đối mặt với những đổ vỡ chia ly. Đây cũng là năm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm. Vợ chồng hay đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu dễ xảy ra mâu thuẫn. Đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng khơi mào cho những trận tranh luận nảy lửa vì không ai muốn là bên yếu thế. Tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, lại khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng. Tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng. Nếu cả hai bạn và người ấy muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương, thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình. Trong khi đó, các cặp yêu nhau xa dễ bị xa mặt cách lòng, sinh nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi vì thiếu cảm giác an toàn. Niềm tin không đủ lớn thì sẽ luôn có sự nghi ngờ. Lời khuyên dành cho người tuổi Tỵ này nên thành thật với nửa kia để cảm xúc và suy nghĩ của mình. Lại thêm hung tinh chủ về nhân duyên chắc trở là cô thần chiếu mệnh. Ảnh hưởng mạnh mẽ tới người độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Chính cô thần khiến cho trong năm bản mệnh có xu hướng giao thiệp rộng rãi bên ngoài, nhưng luôn có cảm giác bất an, thiếu sự tin tưởng vào những người xung quanh, nhất là đối tượng khác giới. Từ đó tự mình rơi vào trạng thái cô lập, phiền muộn, nhân duyên chưa kịp nở, đã tan. Nhìn chung, những trục trặc ở phương diện tình cảm trong năm Quý Mão 2023 của người tuổi Tỵ đa phần đều xuất phát từ chính bạn. Do đó, bạn nên điều chỉnh lại bản thân, cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc để mọi việc không đi quá mức rõ ràng. Tình cảm nên để diễn ra tự nhiên, nhất là mới có thể bền vững và lâu dài được. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang năm Quý Mão, người tuổi Tỵ bị hung tinh tan môn thiên cậu quanh hành nên sức khỏe sa sút, điềm báo dễ có xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản. Dù là người lớn tuổi hay thanh niên trai tráng, trẻ nhỏ đều khó tránh những ảnh hưởng bất lợi do rõ loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon. Lâu ngày cũng có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc.
Đặc biệt, sức ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trở lực, sự cố cho phương diện công việc như tranh chấp kiện tụng pháp luật, còn gây ra tai nạn bất ngờ khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm. Tham gia giao thông thì nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và cần phải giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý cô đơn, buồn tủi, khiến tinh thần sa sút. Nhiều nỗi phiền lo dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm thất thường. Trong năm, người tuổi Tỵ cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng, để rồi tâm tính uất ức, cơ thể tiềm tàng bệnh tật ốm đau. Còn giáp này, ngoài việc chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân, cũng không quên quan tâm tới tình hình sức khỏe của người thân nhé. Nếu trong nhà có người dễ bị đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình sức khỏe, tình trạng ủ bệnh. Luận về tử vi từng tuổi Tỵ trong năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Bước vào năm Quý Mão, vận khí của người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 tuy không có mức vượng cát nhưng cũng không quá xấu. Ở độ tuổi này, hầu hết người tuổi Quý Tỵ đã có thể an tâm tận hưởng tuổi già, quay quần bên con cháu mà không phải suy nghĩ quá nhiều về tài chính hay gia đạo. Trong năm, gia đạo an yên, con giáp này cũng được con cháu quan tâm, chăm sóc. Tuy nhiên, cô thần hung tinh tác động khiến bản mệnh khó tránh những thời điểm cảm thấy cô đơn, buồn tủi vì không có người trò chuyện. Lúc này, con cháu nên quan tâm, san sẻ để cải thiện tình hình. Những trường hợp không có bạn đời, còn thường xuyên gặp gỡ bạn bè, đồng niên để tâm sự, chia sẻ, tinh thần sẽ phấn chấn trở lại. Bạn cũng nên tránh làm việc quá sức, có vấn đề gì nên nhờ con cháu. 2. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có thể gặp may mắn về lĩnh vực tiền bạc, buôn bán nhờ thiên tài che chở. Người làm kinh doanh nhìn chung sẽ có nhiều sự tăng tiến, chi tiêu cũng có phần rủng rỉnh hơn, chất lượng cuộc sống của cả gia đình càng đủ càng đầy. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ nên đề phòng ảnh hưởng của hung tinh, kẻo tiền kiếm được nhưng có thể bị lừa gạt, lợi dụng dẫn tới mất trắng. Đồ đạc nên giữ cẩn thận, tránh để hở hên, tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp. Gia đạo đôi lúc có những khúc mắc giữa vợ chồng hoặc giữa cha mẹ và con cái do khoảng cách thế hệ. Bản mệnh là người có tiếng nói trong nhà nên chú ý thái độ và cách hành xử để luôn giữ được hòa khí. 3. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Bước vào năm Quý Mão, công việc của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 vẫn duy trì được phong độ vốn có. Bản mệnh nên biết hài lòng với những gì mình đang có, đừng quá bon chen quan trường trong năm này bởi vận khí chưa thật sự khởi vượng. Các mối quan hệ công việc cũng khá mong manh, sẽ không có lợi cho việc tranh chấp. Tài lộc sản, nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, chủ yếu là về thử tài, tức kinh doanh buôn bán trong năm sẽ có lợi. Bản mệnh cần chủ động nắm bắt thời cơ để đánh nhanh, thắng nhanh. Sức khỏe không lý tưởng, người tuổi Đinh Tỵ cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ và đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, rất hại cho sức khỏe. Tình cảm vợ chồng không có mâu thuẫn nào quá lớn, chỉ cần luôn biết trân trọng lẫn nhau thì sẽ êm cửa ấm nhà. 4. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Nhìn chung, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 tuy không thụt lùi nhưng cũng chưa đến mức tăng tiến rõ ràng trong năm Quý Mão này. Nếu có sự chuẩn bị chu đáo, cộng thêm sự sáng tạo và một chút may mắn, bạn mới có thể xoay chuyển vận mệnh, tự tìm ra lối đi thành công cho mình.
tài vận khá, thu nhập ổn định và ngày càng có xu hướng tăng. Nếu có kế hoạch chi tiêu, quản lý tiền bạc chặt chẽ thì trong năm Quý Mão này sẽ tích lũy được khoản tiền không hề nhỏ. Đối với chuyện tình cảm đối người tuổi Kỷ Tỵ chưa ưng lòng hợp ý, một số nữ mệnh tuổi này vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình, nhưng mọi chuyện có thể chưa thật sự suôn sẻ. Người đã kết hôn cũng đối mặt với nhiều thách thức hơn, nếu không tiết chế cảm xúc rất dễ dẫn tới những mối quan hệ ngoài luồng. 5. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Vận trình năm Quý Mão của người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 không lý tưởng. Công việc có nhiều thử thách đến từ cả cấp trên lẫn đồng nghiệp. Bạn nên khéo léo xử lý tình huống, đừng cậy mình còn trẻ mà hành động bừa bãi, rất dễ ném trái đắng. Những người ở ra trường chưa chắc tìm được công việc làm phù hợp hoặc phải chịu không ít sự chèn ép ở môi trường mới, nhảy việc vài lần mới yên ổn được. Còn đối với phương diện tình cảm thì dang dở, nhiều buồn hơn là vui. Có người có đôi có cặp thì dễ chia ly vì cãi vã. Người độc thân thì nhân duyên vừa đến lại phục đi, khó mà nắm bắt. Còn về sức khỏe, chỉ cần chú ý tai nạn xe cộ va chạm té ngã dẫn đến chấn thương, chảy máu. 6. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013 nên chú tâm vào vấn đề học tập hơn trong năm Quý Mão. Bạn là người sáng dạ, học 1 hiểu 10 nhưng đôi khi còn chảnh mạng, dễ mất tập trung nên thành tích bị sụt giảm theo. Trong năm cần chủ động hoặc chăm chỉ thì chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt. Đôi khi có thể tìm tới những sở thích hay đam mê để xả hơi đầu óc, giúp tinh thần minh mẫn hơn nhưng trở nên sa đà kẻo bỏ việc học chính. Người tuổi này, bản mệnh có tính hiếu động, nếu không được phụ huynh giám sát nhắc nhở sẽ rất dễ dẫn tới tai nạn, thương tật. Vận hạn năm 2023 của tuổi Ngọ, cạnh tranh mạnh, thị phi nhiều, làm ăn khó khăn hơn trước. Khác với tử vi tuổi Ngọ năm Nhâm Dần 2022, năm Quý Mão 2023 của người tuổi Ngọ là một năm khá khó khăn. Bạn phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn trong cuộc sống cũng như trong công việc do bị chi phối bởi cục diện phá thái tuế. Luận về công việc, thời gian này bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của bản thân, hạn chế gây thù trút oán với người khác. Khi tham gia vào các cuộc tranh luận, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, tránh nói năng, hành sự nóng nảy đắc tội với người khác, đẩy mọi việc vào bế tắc. Luận về tài chính, việc làm ăn kinh doanh cũng diễn ra khá khó khăn, đòi hỏi người tuổi Ngọ phải kiên trì với mục tiêu của mình, đặc biệt khi phải gặp đối thủ cạnh tranh, bạn cần có cách hành xử phù hợp, không nên vội vàng tin theo hoặc chạy theo bước chân của người khác, làm những việc không chính đáng để kiếm lợi về mình. Luận về tình cảm, các khí sụt giảm mạnh khi vợ chồng, các thành viên trong gia đình không tìm được tiếng nói chung. Đã đến lúc người tuổi Ngọ hạ thấp cái tôi của mình xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Luận về sức khỏe, điểm sáng nhất trong tử vi năm Quý Mão 2023 của tuổi Ngọ là phương diện sức khỏe, hầu như không bị tác động nhiều, đương số duy trì được thể trạng khỏe mạnh, ít đau ốm, bệnh tật, nguy hiểm. Xem chi tiết tử vi tuổi Ngọ năm 2023 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Ngọ năm 2023 nhận định, con đường sự nghiệp của đương số không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế. Vì thế, cần hết sức cẩn trọng trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm, bạn thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây cũng là lúc bạn cần phải tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, còn ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa.
Khi đã tìm ra được gốc rễ của vấn đề, bản mệnh nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc sao cho hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn tới việc lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, giữ vững chính kiến của mình là tốt. Song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến thức của người khác thì không hay. Chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu. Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn luôn được đền đáp xứng đáng. Dù đầu năm bản mệnh gặp không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có thái âm soi đường chỉ lối mà người tuổi ngọ sẽ dần dần bắt kịp được guồng quay của công việc. Lại thêm các tin chính quan cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, người tuổi ngọ có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan tiến chức nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên quá cao, khiến mối quan hệ xung quanh và cả công việc lâm vào bế tắc. 2. Luận về phương diện tài chính. Xem tử vi năm 2023 của tuổi ngọ thấy rằng vận trình tài lộc của con giáp này không mấy sáng sủa. Cục diện mão ngọ tương phá khiến cho bạn vấp phải nhiều khó khăn, các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý. Với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại khiến công việc tiến triển khó khăn, đặc biệt là thời điểm đầu năm. Công việc không đạt được tiến độ theo yêu cầu, dẫn tới tài lộc dậm chân tại chỗ, ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế, người tuổi ngọ cần phải cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác, đặc biệt nếu đối phương là người bạn không hiểu rõ. Đồng thời, hãy luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư làm ăn. Đó có thể là cái bẫy của kẻ xấu đã sắp đặt sẵn chờ bạn nhảy vào. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất, hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành một khoản tiết kiệm để phòng sự cố bất ngờ. Đến cuối năm 2023, vận trình có dấu hiệu hòa hảo hơn, chính tài các thần phát huy tối đa vai trò phù trợ, giúp cho những ai làm ăn chân chính sẽ có được sự đền đáp xứng đáng. Đương số có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Nếu nên bạn cần phải sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ tới việc chơi bời, hưởng thụ hoặc tham gia vào các trò mai rủi đỏ đen kẻo tiền mất tật mang. 3. Luận về phương diện tình cảm. Đáng buồn là con đường tình duyên của người tuổi ngọ cũng phủ một màu ảm đạm, ngũ hành tương khắc ảnh hưởng tới cả những người đã lập gia đình cũng như những người còn độc thân. Với những ai đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lập. Ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng nên chẳng bao giờ chịu nhũng nhường với ai. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, có thể những khác biệt thế hệ khiến cho đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong nhà. Tuy nhiên, mọi việc vẫn có thể cứu vãn nếu bạn chịu thay đổi bản thân mình. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ cảm thấy mọi việc chẳng có gì khó giải quyết như tưởng tượng nữa. 4. Luận về phương diện sức khỏe. May mắn đối với người tuổi ngọ trong năm Quý Mão 2023 này không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe. Đa phần, mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh, dù gặp khó khăn, cũng không quá bi quan hay suy sụp.
Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí hoặc làm việc quá sức. Thiên Đức và Thiên Hỷ báo tin vui về chuyện tình cảm hoặc con cái, vì thế những ai bầu bỉ trong thời điểm này cần chú ý chăm sóc sức khỏe, luôn giữ vững tinh thần, vui tươi, chủ quan hoặc tâm sự với những người để bạn có thể vui tươi mỗi ngày. Xem tử vi cho từng tuổi ngọ trong năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Năm 2023 là một năm khá bình lặng đối với người Bính Ngọ sinh năm 1966. Bằng vốn hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của mình, bản mệnh có thể giải quyết những vấn đề bất ngờ phát sinh một cách trơn tru, thuần thục. Người làm lãnh đạo có thể hướng dẫn, dẫn dắt mọi người xung quanh đi đúng hướng, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Song, bản mệnh cần lưu ý không nên quá kiêu ngạo, độc đoán, thiếu lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Phương diện tình cảm nhìn chung khá êm đềm, vợ chồng bạn đôi khi có mâu thuẫn với nhau nhưng đều kịp thời phát hiện ra vấn đề để cùng nhau giải quyết. 2. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Với người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có thể phải trải qua một năm đầy thách thức khi mọi phương diện cuộc sống đều xảy ra vấn đề. Bạn nên bình tĩnh, tin tưởng vào bản thân, từ đó có cách nhìn nhận và giải quyết chính xác mọi vấn đề. Phương diện sự nghiệp chưa có nhiều bước phát triển vượt bậc bởi bản mệnh thường xuyên mâu thuẫn với mọi người. Đến khi phải giải quyết các công việc trọng đại thì cũng có ít người giúp đỡ bạn. Chuyện tiền bạc không mấy dư dả khi bạn thường xuyên phải cạnh tranh với đối thủ. Người tuổi này cần biết mình biết ta, trở nên coi thường người khác, kẻo rơi vào cái bẫy của đối phương đã giăng sẵn từ trước. Chuyện tình cảm khá ảm đạm khi vợ chồng thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau mà chẳng ai chịu xuống nước thỏa hiệp. Bạn cần tìm cách cứu vãn tình trạng này trước khi quá muộn. 3. Tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. Cuộc sống đặt ra trước mắt người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 khá nhiều thử thách. Bản mệnh không nên nghĩ tới việc thỏa hiệp với thực tại hoặc quá dễ thỏa mãn với những gì mình đang có. Nếu bạn dậm chân tại chỗ, người khác sẽ nhanh chóng tìm cơ hội vượt qua. Chuyện làm ăn kinh doanh có thách thức nhưng cũng có cơ hội. Sự cạnh tranh của đối thủ cũng thúc đẩy bạn cần phải cố gắng hơn nữa. Nếu không đầu hàng thực tại, dần dần bạn sẽ tìm ra hướng đi mới phù hợp với bản thân. Trong gia đình, bạn nên lắng nghe con cái nhiều hơn. Không nên bắt mọi người phải làm theo ý muốn của mình. Hãy luôn tìm một khoảng thời gian rảnh rỗi mỗi ngày để trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình. Dần dần mọi người sẽ thấu hiểu nhau hơn. 4. Tuổi Ngọ, sinh năm 2002. Đối với người trẻ tuổi, sinh năm 2002, sẽ gặp phải khá nhiều thách thức trong năm Quý Mão 2023 này. Nhưng xét trên phương diện tích cực, thách thức chính là cơ hội để người tuổi Ngọ, sinh năm 2002, hoàn thiện bản thân, nhận ra điểm yếu của chính mình để có thể thay đổi và không ngừng vươn lên. Vì còn trẻ tuổi, bạn không nên đặt cái tôi của mình lên quá cao, làm việc gì cũng cần chú ý lắng nghe lời khuyên của những người đi trước. Trong các mối quan hệ bạn bè, chớ nên hành xử nóng nảy gây mất lòng người khác. Chuyện chi tiêu cũng cần tiết kiệm hơn, tránh hàng phí vào những mục đích không cần thiết, nhất là khi bạn chưa có làm ra tiền. Nếu muốn tăng thu nhập của bản thân, người tuổi Ngọ sinh năm 2002 này có thể thử sức với các công việc làm thêm hay thực tập. Còn đối với chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng hơn để đón nhận sự quan tâm của người khác phải. Thái độ cởi mở sẽ giúp bạn làm quen được với các bạn bè tốt đẹp, đem lại sự ảnh hưởng tích cực về sau này. 5. Người tuổi Ngọ sinh năm 2014. Năm Quý Mão 2023, trẻ nhỏ sinh năm 2014 không phải trải qua quá nhiều biến động.
chủ yếu bản mệnh vẫn được sống trong sự quan tâm, chăm sóc của gia đình. Trên phương diện học hành, trẻ nhỏ sẽ gặp phải một vài khó khăn và áp lực nhất định, cần đến sự quan tâm, giúp đỡ của cha mẹ hoặc thầy cô giáo. Hãy luôn để ý để có thể trợ giúp trẻ kịp thời. Cha mẹ cũng nên khuyên con cái tự tin trong các hoạt động xã giao, không nên rụt rè, nhút nhát, tự thu mình lại. Có nhiều bạn bè tốt trong thời điểm này sẽ giúp ích cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Khi tâm lý của trẻ có thay đổi, cha mẹ cũng cần chú ý, có thể để ý, khuyên nhủ, can thiệp kịp thời để trẻ có thể phát triển mạnh khỏe, hài hòa. 6. Người tuổi Ngọ sinh năm 1954. Bước sang ngưỡng tuổi thất thập cổ lai hy, người tuổi Ngọ sinh năm 1954 nên chú trọng nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già thay vì phải lo nghĩ đến vật chất hay chuyện con cái. Bước sang năm Quý Mão này không có quá nhiều biến động đối với người tuổi Ngọ sinh năm 1954. Tiền bạc đủ tiêu xài với mức sống hiện tại, đương số còn có xu hướng buông xả hết tất cả để dưỡng sức nên hầu hết ít xảy ra va chạm hay tranh chấp trong các mối quan hệ. Có điều, sức khỏe giảm sút rõ rệt, bản mệnh dễ bị ốm vặt mỗi khi trái gió trở trời, vì thế không nên tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều thay vì chỉ ngồi một chỗ trong nhà. Vận hạn năm 2023 của tuổi Mùi, cơ hội đổi đời cho những ai chủ động nắm bắt. Bước tiếp các khí còn lại của tử vi tuổi Mùi năm Nhâm Dần 2022. Bước sang năm Quý Mão, hứa hẹn cũng sẽ là một năm nhiều may mắn đối với đường số khi được tam hợp cục nâng đỡ và nhiều các tinh trợ mệnh. Mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể, người tuổi Mùi hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên. Luận về công việc, người tuổi Mùi duy trì được mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp nên công việc tiến triển thuận lợi. Nhiều mục tiêu bạn đặt ra ở đầu năm sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch vào cuối năm, đem lại nhiều niềm vui và động lực cho tương lai. Luận về phương diện tài chính, chuyện làm ăn kinh doanh cũng rất thuận lợi khi bạn dễ dàng nhìn nhận được đâu là cơ hội mình cần nắm bắt ngay lập tức. Thời điểm này, quan hệ của bạn với khách hàng, đối tác cũng tốt, thích hợp để mở mang lĩnh vực kinh doanh buôn bán, chắc hẳn sẽ đem về một khoản tiền lớn. Luận về tình cảm, vận trình tình duyên cũng vô cùng tốt đẹp khi được hàng loạt các tinh như Phượng Cát, Long Trì, Chiếu Mệnh. Dù bạn còn độc thân hay đã lập gia đình cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc thuộc về mình. Luận về sức khỏe, cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng, giúp đường số duy trì được thể trạng tốt, ít đau ốm. Nếu có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc, yên tâm chữa bệnh, ắt bệnh tật thuyên giảm. Xem tử vi chi tiết cho tuổi Mùi năm 2023 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của những chú dê có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Người tuổi Mùi cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí, dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển. Hãy luôn học hỏi thêm những kiến thức mới, cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. Nếu có ý định tham gia thi cử trong năm nay thì bạn cũng sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, thậm chí làm rạng danh dòng họ. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình để có thể nắm thật chắc kiến thức, phát huy khả năng.
Tuy nhiên, thời điểm này trong năm chịu ảnh hưởng của quan phù, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn vốn là người có tài, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. 2. Luận về phương diện tài lộc. Vận hạn tuổi Mùi năm 2023 có nhiều điểm sáng về tài lộc, nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của những chú dê trở nên cực kỳ hanh thông trong năm Quý Mão này. Bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức cũng vẫn giành được lợi thế kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp. Song, người tuổi Mùi lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp, nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Cuối năm 2023, khi các công việc đã gào đi vào guồng quay và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu các khoản thưởng nóng. Cuối năm, người tuổi Mùi còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Con giáp này có thể được coi đây là động lực để tiếp thêm sự cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng khách hàng, khiến các nguồn thu phụ trải về túi đều đặn. 3. Luận về phương diện tình duyên. Bước sang năm Quý Mão 2023 này, những chú dê nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm nay. Dù là con độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần được tận hưởng hạnh phúc. Với người con độc thân chịu tác động tích cực của cục diện tam hợp, bạn dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích lũy tham gia các hoạt động này, bạn càng có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng gặp được người phù hợp với bản thân mình. Những người còn chưa chủ động trong chuyện tình cảm có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng. Nếu bạn cần làm trong thời điểm này là mở lòng mình nhiều hơn, thử tham gia các cuộc gặp gỡ, nhất là đối với những người có quan điểm sống hợp với mình, có đức tính khiến mình quý mến. Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh chấp giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái, dưới sự cổ vũ của bản mệnh còn cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, bạn vô cùng tự hào về gia đình mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe tốt cũng giúp cho người tuổi Mùi bớt đi nhiều mỏi lo. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực kiệt sức. Tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể giúp sức khỏe của người tuổi Mùi được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thầy gặp thuốc khiến bệnh tình thuyên giảm. Hơn nữa, bên cạnh bạn luôn có người thân quan tâm, chăm sóc, áp lực kinh tế không lớn nên bạn có thể an tâm chữa bệnh. Dù ở độ tuổi nào, người tuổi Mùi cũng nên chú ý đến việc rèn luyện thân thể. Hãy lựa chọn hình thức thể dục thể thao phù hợp với khả năng của bản thân. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn khiến cho đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Xem tử vi từng tuổi Mùi trong năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Mùi sinh năm 1967. Năm Quý Mão 2023 là một năm yên bình đối với người tuổi Mùi sinh năm 1967.
Bản mệnh không gặp phải biến cố gì lớn lao, chỉ cần tập trung vào công việc của mình, không quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của người khác thì các mối quan hệ sẽ hòa hảo, bạn được nhiều người yêu mến. Phương diện tài chính nhìn chung ổn định, các công việc chính đem lại nguồn thu không quá nhiều đột phá nhưng không cần phải lo thua lỗ. Bạn tạo dựng được niềm tin và chỗ đứng của mình trên thị trường nên có một lượng khách hàng trung thành, cố định. Quan hệ vợ chồng, con cái ổn định vì đã sống với nhau lâu nên vợ chồng vô cùng ăn ý, là động lực thúc đẩy vượt qua khó khăn và gặt hái được thành công. Ở thời điểm bạn cần phải chăm lo con cái vì con cái phải đối diện với những bước ngoặt của cuộc sống. 2. Người tuổi Mùi sinh năm 1979. Với người tuổi Mùi sinh năm 1979, có một năm phát triển nhanh chóng, bạn nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong công việc và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bản mệnh trở nên kiêu ngạo quá mức, chủ động gây xích mích với bạn bè hay đồng nghiệp. Chuyện làm ăn kinh doanh có chuyển biến đáng kể khi bạn tìm được hướng đi mới cho mình. Có thể quá trình mới bắt đầu bạn sẽ gặp một vài khó khăn, song bạn hoàn toàn có bản lĩnh biến thử thách thành cơ hội. Trong gia đình, vợ chồng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn xích mích, song mọi chuyện đều không quá to tát, bạn biết kiềm chế được tính nóng nảy của mình và biết thông cảm hơn cho nửa kia. 3. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Với người tuổi Mùi sinh năm 1991, năm Quý Mão 2023 mở ra nhiều cơ hội vươn lên gặt hái thành công cho bản mệnh. Bạn biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu để phát huy đúng lúc, nhờ vậy mà ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Chuyện đầu tư kinh doanh tiến triển tương đối thuận lợi, bạn biết bình tĩnh đánh giá tình hình, chứ còn không vội vàng nghe theo lời rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy, nhờ vậy bạn thu về khoản lời lãi ổn định, tránh được nhiều thất thoát không đáng có. Với các cặp vợ chồng, nhìn chung duy trì được mối quan hệ hài hòa ổn định, bạn không còn hiểu thắng trong mỗi cuộc tranh cãi, đồng thời biết đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu mọi chuyện, mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng, nhẹ nhàng. 4. Người tuổi Mùi sinh năm 2003. Năm 2023, người tuổi Mùi sinh năm 2003 đón nhận nhiều thử thách cũng như nhiều cơ hội. Trong lĩnh vực học tập, bạn nên chăm chỉ học hành để nhanh chóng tích lũy kiến thức mai sau áp dụng vào thực tế cuộc sống. Nếu muốn cải thiện cuộc sống của mình, bạn có thể bắt đầu với các công việc làm thêm. Quá trình va chạm ngoài xã hội không chỉ giúp bạn có thêm đồng ra đồng vào mà còn rèn luyện bản lĩnh, giúp bạn có những kinh nghiệm vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Bạn cũng nên cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Nếu có ai bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn có thể cho đối phương một cơ hội để kéo gần khoảng cách. Đừng lo lắng quá nhiều vì bạn còn trẻ nên hãy lắng nghe trái tim mình. 5. Người tuổi Mùi sinh năm 2015. Bản mệnh sinh năm 2015 vẫn còn nhỏ tuổi nên không phải lo lắng gì về các phương diện của cuộc sống. Cha mẹ nên nhắc nhở trẻ nhỏ tập trung vào chuyện học hành, sinh hoạt có giờ giấc khoa học, không nên ham chơi mà quên học. Dù làm nhiều hay ít thời gian rảnh, các bậc cha mẹ cũng phải nên chú ý đến đời sống tinh thần của con cái. Hãy thường xuyên trò chuyện với con của mình hoặc làm bạn với chúng. Như vậy, trẻ sẽ luôn giữ được trạng thái vui vẻ và thân thiện. Phương diện sức khỏe nhìn chung không có gì đáng lo. Trẻ nhỏ thời điểm này nên chú ý vận động hợp lý, không nên ngồi một chỗ quá lâu hoặc đắm chìm trong các trò chơi điện tử, điện thoại. Việc ăn uống cũng cần cân bằng dinh dưỡng để có thể phát triển ổn định. 6. Người tuổi Mùi sinh năm 1955. Đón vận khí cát lành trong năm mới, người tuổi Ất Mùi sẽ trải qua một năm khá yên bình, ít thay đổi hay xáo trộn trong cuộc sống. Tuổi này đương số nên nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, thi thoảng đỡ đần con cháu trong việc trông coi nhà cửa là được rồi, không cần phải tất bật lo toan nữa.
Sức khỏe của người tuổi Ất Mùi khá ổn định, hầu như không mắc bệnh nghiêm trọng mà thi thoảng cảm thấy có những biểu hiện như cảm son thông thường. Gia đạo đa phần trong ấm ngoài êm, ít xảy ra mâu thuẫn cãi vã, bầu không khí trong gia đình bình an xuyên suốt cả năm. Vận hạn năm 2023 của tuổi Thân có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ trong giữa năm Tam Tai. Tử vi tuổi Thân năm Quý Mão được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to gió lớn so với tử vi năm 2022. Dường như bạn chưa tìm ra được hướng đi mới để bứt phá, nên chỉ có thể tiếp tục những công việc cũ đã quá quen thuộc từ trước đến nay. Luận về công việc, đường sổ cần chú ý tập trung cho nhiệm vụ của mình, trở nên lơ là ở cả những công việc mình đã quen tay. Trong quá trình trao đổi, hợp tác với đồng nghiệp, bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người. Còn nếu khăng khăng làm theo ý mình, bạn dễ vướng phải các lỗi sai. Luận về tài lộc, chưa thấy có gì thay đổi đáng kể, bạn chủ yếu duy trì được các nguồn thu của mình, nhưng nếu không cố gắng thì có thể trở nên thụt lùi nếu so sánh với các đối thủ. Hơn nữa, năm nay có thể xảy ra sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Lời khuyên dành cho con giáp này nên tiêu xài đúng mực, chú ý để dành một khoản tiền tiết kiệm dự phòng khi khẩn cấp. Luận về phương diện tình cảm, tình duyên khó như ý do chịu ảnh hưởng của nhiều hung tinh, vợ chồng bạn thiếu sự đồng lòng, chia sẻ nên dễ xảy ra nghi kỵ, mâu thuẫn lẫn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình, không chịu xuống nước làm hòa thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện, làm tan vỡ hạnh phúc. Luận về sức khỏe, dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng nhưng tai nạn hay bất trắc bất ngờ có thể ập tới. Theo đó, tuổi Thân nên đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi xa vào các tháng tương xung bản mệnh, như thế mới tránh được xui xẻo không đáng có. Xem chi tiết vận hạn năm 2023 của tuổi Thân qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi năm Quý Mão 2023 của 12 con giáp nhận định, người tuổi Thân bước vào năm giữa Tam Tai nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng. Bạn cần cân nhắc mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân, vì đến khi bắt đầu lại bạn sẽ còn phải gặp nhiều trở ngại hơn. Năm 2023 này, quan hệ của bản mệnh với bạn bè, đối tác không thật sự hài hòa. Đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác. Song, bạn cũng trở nên quá hiền lành, nhu nhược để kẻ khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, người tuổi Thân cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, trở nên khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc của người ấy thì dù có tài giỏi đến mấy, bạn cũng không thể một mình đương đầu hết mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được bước tiến nên bản mệnh cần phải tập trung củng cố vị thế của mình. Hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công, dù là công việc quen thuộc đi nữa cũng trở nên lơ là, vì lơ là thì dễ để lại những hậu quả đáng tiếc. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì đến một lúc nào đó sẽ lọt vào mắt quỷ nhân. Hơn nữa, năm nay cũng không chỉ toàn là những điều bất trắc, có một vài thời điểm trong năm, các tinh tử vi xuất hiện đem tới cho người tuổi Thân những cơ hội quý giá. Bản mệnh cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí,
Dù chưa được thăng chức đi nữa thì bạn vẫn còn cơ hội tăng lương thưởng nóng. 2. Luận về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Thân cũng không có nhiều biến động trong năm Quý Mão này. Hoặc dù có tăng trưởng cũng là tăng trưởng nhẹ, có thể chưa đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ trước. Với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thật sự nhiệt tình, hơn nữa lại thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết cách thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ thì đến cuối năm bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khá. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Khuyên con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân. Không thể dậm chân tại chỗ ở những lĩnh vực quen thuộc. Các dự án đầu tư, kinh doanh, quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lời lãi ngay lập tức trong thời điểm này. Bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần phải kiên trì giữ vững. Biết phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm nay do có hung tinh kiếp sát tác động. Con giáp này dễ vướng phải rắc rối, cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế, trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ vung tay quá tráng, rồi cuối cùng khi chuyện cấp bách xảy ra lại phải chạy vại vay mượn nợ nần người khác. 3. Luận về phương diện tình duyên. Phương diện tình cảm chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình nên khó có lòng. Ba, phương diện tình duyên. Phương diện tình cảm chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình nên cũng khó lòng khởi sắc. Có đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống của mình. Mỗi quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng. Vì ai cũng đề cao quan điểm của cá nhân nên chẳng thể nghe lọt tai ý kiến của người còn lại. Nếu không chú ý hàn gắn, cả hai sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Con giáp này cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ với vợ chồng con cái. Hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho những người yêu thương nhất. Với người còn độc thân, dường như bạn chưa sẵn sàng mở lòng, mở cửa trái tim cho người khác. Bạn sợ hãi những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại với tương lai, nên vẫn cứ tiếp tục đời sống độc thân. Nhưng như vậy lại khiến bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Bạn mệnh nên có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm và về mọi người xung quanh mình. Hãy dũng cảm cho người nào đó cơ hội, có thể đối phương sẽ là người giúp bạn bước qua quá khứ. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Do tác động của hung tinh nên người tuổi Thân cũng cần giữ gìn sức khỏe của mình. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi, kẻo dễ gây tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải mổ xẻ, chạy chữa. Cuộc sống có nhiều áp lực, bản mệnh cần giải tỏa bằng cách tâm sự với những người thân thiết, đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động tập thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng không nên làm việc quá sức, để khi đổ bệnh rồi lại phải tốn công, tốn tiền chữa trị. Xem tử vi cho từng tuổi Thân trong năm 2023. 1. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968.
Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, trải qua một năm 2023 không có quá nhiều biến động. Bản mệnh chủ yếu tập trung hoàn thành cho tốt công việc của mình, không tham gia quá nhiều vào các cuộc tranh chấp, có thể không giữ được mối quan hệ hòa hảo với những người xung quanh. Tuy nhiên, nếu muốn kiếm thêm thu nhập để cải thiện đời sống gia đình, bạn không nên tiếp tục mãi với những gì mình đang có ở hiện giờ. Đôi lúc bạn cần phải dũng cảm thử sức mình, rất có thể sau đó bạn sẽ trở thành người dẫn đầu xu hướng. Trong gia đình, vợ chồng cần nhường nhịn nhau nhiều hơn, không nên đề cao bản thân, bắt nửa kia phải nghe theo mọi sự chỉ đạo của bạn. Khi tham gia các hoạt động xã giao, bạn cũng cần phải nhớ giữ khoảng cách với các đối tượng khác giới. 2. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Nếu người tuổi Canh Thân, bạn sẽ phải trải qua khá nhiều thử thách trong năm Quý Mão này. Ở môi trường công sở luôn có những đồng nghiệp xấu tính muốn tranh giành cướp công lao của bạn. Vì thế mà bạn cần phải tập trung với nhiệm vụ của mình, trở cả tin nghe theo lời của bất cứ ai. Phương diện tiền bạc không có bước phát triển nào đáng kể, thậm chí bạn dần đánh mất lợi thế cạnh tranh của mình. Đây là thời điểm bạn cần phải cố gắng hết sức, chứ đừng vì thấy khó khăn mà bỏ dở giữa chừng. Cũng may, trong gia đạo, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn khá bình ổn. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hai người nên hâm nóng tình cảm, chớ để cho tình yêu dần dần nguội lạnh. Đôi bên thờ ơ, ai làm việc của người ấy. 3. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Người tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, còn khá trẻ tuổi. Vì thế bạn nên sẵn sàng cho những thách thức sẽ đến trong năm Quý Mão này. Cạnh tranh trong công việc là yếu tố thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Đây là lúc bạn cần tìm ra và phát triển các thế mạnh của mình. Vì tiền bạc không có nhiều biến chuyển đáng kể nên bạn cần hạn chế việc chi tiêu, mua sắm. Bản mệnh nên có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, không vì có tiền mà phung phí, đến khi có việc cần lại không có khoản dự phòng. Về phương diện tình cảm khá ảm đạm, vì vợ chồng bạn còn trẻ nên thiếu bao dung cho nhau, thậm chí có những bất đồng nho nhỏ cũng khiến đôi bên bất mãn với nhau. Hai người nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. 4. Tử vi tuổi Thân, sinh năm 2004. Năm 2023 này là một năm tràn những điều mới mẻ với người tuổi Thân, sinh năm 2004. Bạn được tiếp xúc với môi trường mới, những người con người mới. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để học thêm nhiều kiến thức bổ ích, trao dồi vốn sống cho bản thân. Phương diện tiền bạc không có nhiều biến động, người tuổi này chủ yếu sống dựa vào nguồn trợ cấp của gia đình. Bạn nên chi tiêu hợp lý, không nên chạy theo xu thế thị trường nếu điều kiện không cho phép. Người độc thân nên mở lòng hơn với các mối quan hệ, rất có thể bạn sẽ tìm được người chân thành với mình. Tuy nhiên, bạn cũng không quá vội vàng đến với ai, hãy dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu đối phương trước. 5. Tử vi tuổi Thân, sinh năm 2016. Trẻ nhỏ sinh năm 2016 vẫn còn sống trong sự bao bọc của cha mẹ nên không gặp phải bất cứ vấn đề gì quá lớn lao. Trẻ nhỏ mới bước chân vào môi trường học tập, cần đến sự quan tâm của phụ huynh nhiều hơn. Vì thế các bậc cha mẹ nên ở bên kèm cặp và tâm sự với con cái kịp thời. Trên phương diện sức khỏe, trẻ nhỏ không nên ăn uống không điều độ hay ăn những đồ chiên có chất dầu mỡ hay cay nóng. Cần phải ăn uống điều độ đúng giờ, cân bằng dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt nên cẩn thận khi tham gia giao thông và vui chơi để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. 6. Tuổi Thân, sinh năm 1956. So với năm ngoái, bước sang năm Quý Mão, vận khí có phần bình ổn, ít biến động hơn so với
Năm ngoái, đối với người tuổi Bính Thân, cũng sẽ đón một năm khá yên bình, ít xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày. Bước sang tuổi 68, đương sổ có xu hướng sống buông bỏ phiền não để vui sống tuổi già. Sẽ có một vài mâu thuẫn hay xung đột nhỏ trong gia đình, nhưng đa phần đều được giải quyết nhanh chóng, nên gia đạo khá hài hòa, bản mệnh ít phải phiền muộn. Có điều, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, người tuổi Bính Thân nên dành thêm thời gian nghỉ ngơi và tập luyện thể thao nhẹ nhàng để duy trì thể trạng tốt, hạn chế đau ốm mỗi khi trải gió, trở trời. Vận hạn năm 2023 của tuổi Dậu, gặp năm xung tuổi, tài lộc khó tránh hao tổn. Khác với tử vi tuổi Dậu năm 2022, có thể nói rằng năm Quý Mão này là khoảng thời gian đầy rẫy những khó khăn chứ không còn bình yên như trước, đòi hỏi người tuổi Dậu phải không ngừng khích lệ bản thân cố gắng vươn lên, không nên đầu hàng nghịch cảnh. Luận về công việc, cục diện xung thái tuệ ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của con giáp này, khiến các mối quan hệ của bạn bị ảnh hưởng, làm công việc gì cũng không được như ý muốn. Vì vậy, người tuổi Dậu cần hết sức kiềm chế bản tính nóng nảy, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, kẻo rước họa vào thân lúc nào không hay biết. Khi được giao cho phụ trách công việc nào, cần làm hết mình. Nếu giữ tinh thần làm việc đối phó, bạn rất dễ mắc phải sai lầm, gây ảnh hưởng đến bản thân và cả tập thể. Luận về tài lộc, chuyện làm ăn cũng gặp nhiều cản trở khi bạn liên tiếp phải đối đầu với những đối thủ mạnh. Các kế hoạch đầu tư kinh doanh gặp phải khá nhiều khó khăn, thậm chí có người đánh mất phương hướng của mình. Hơn nữa, bạn còn có thể đưa ra những quyết định sai lầm gây hao tổn của ảnh hưởng của đại hao. Vì thế, trong năm 2023 này, bạn cần thắt chặt chi tiêu và cẩn trọng đầu tư. Luận về tình cảm, phương diện này cũng khó có nhiều khởi sắc khi bạn và nửa kia của mình luôn mâu thuẫn với nhau. Dường như cả hai đã quá mệt mỏi nên không còn muốn nhượng bộ nửa kia nữa. Càng so đo tính toán, quan hệ cả hai người càng trở nên gay gắt hơn. Nếu đôi bên không chịu sửa đổi bản thân, chuyện rạn nứt, đổ vỡ là hoàn toàn có thể xảy đến. Luận về sức khỏe, áp lực tinh thần là nguyên nhân chính khiến cơ thể suy nhược, vì thế trong năm 2023 cần chú trọng giải quyết các vấn đề này, ắt thể trạng sẽ được bình ổn. Xem chi tiết tử vi tuổi Dậu năm 2022 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Vận hạn năm 2023 này nhận định con đường công danh sự nghiệp của những chú gà đầy những trắc trở khó khăn. Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh. Trong năm Quý Mão 2023 này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không được tốt. Bạn khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chỉ cần có người bày tỏ thiện ý với bạn là tốt lắm rồi. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dẫn dắt đến tình trạng tâm lý, mệt mỏi, căng thẳng, áp lực. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần nhắc nhở mình bình tĩnh, cư xử, chớ nóng nảy, kẻo hỏng việc. Kẻ xấu cũng có thể có cái cớ để vịnh vào, nhân đó hãm hại và giành mất công lao của bạn. Khi được giao cho phụ trách công việc, bạn chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy sẽ dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bạn cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai. Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng không được lơ là, bởi
Nhiều quyết định của bạn có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi dục của kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi năm 2023 này về phương diện tiền bạc của những chú gà cũng khó có thể tiến triển được như mong muốn ban đầu của con giáp này. Ngay từ thời điểm đầu năm, người tuổi Dậu nên xác định cho rõ ràng định hướng của mình, không nên đặt ra cả đích quá xa vời khiến bản thân mệt mỏi là dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Bạn cũng cần chú ý vào công việc, nếu không dễ xảy ra lỗi sai, vừa ảnh hưởng tới người khác, vừa lại tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Với người làm ăn kinh doanh, bạn gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự tỉnh táo để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất, hãy tiến hành từng bước chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế. Bạn cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên, trên thực tế, trong năm 2023 vẫn sẽ có một số thời điểm khiến cho người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn hơn. Quan trọng là con giáp này có đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội mình cần ngay lập tức nắm bắt. Nắm bắt được cơ hội, bạn sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới khắc phục được bế tắc. 3. Luận về phương diện tình duyên. Chia buồn với người tuổi Dậu vì bạn dễ phải đối mặt với những đổ vỡ, thương tổn trong chuyện tình cảm. Thời điểm này, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Chỉ một vài vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng nên cơn nóng giận của cả hai. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng nảy của mình thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất. Vì thế, khi phải chịu đựng những áp lực của cuộc sống, thay bằng cách trút giận lên đầu người ấy, bạn nên chia sẻ tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trải lòng sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có. Với người độc thân, bạn có cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn cho rằng việc tìm hiểu người khác là mất thời gian và bạn chưa sẵn sàng để nghĩ về chuyện lập gia đình. Chính vì vậy, người tuổi Dậu độc thân thường từ chối thẳng thừng lời giới thiệu của người khác, hoặc dù có gặp gỡ ai đó thì cũng chỉ là lấy lệ, không thật sự quan tâm để ý. Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi Dậu khó có thể cảm thấy lạc quan khỏe mạnh. Bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào các tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện trong lòng rồi lại suy nghĩ không thông. Chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa ra cho bạn những gợi ý, dang tay giúp đỡ bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể dục thể thao sẽ giúp bạn khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Tử vi cho từng tuổi Dậu trong năm 2023. 1. Tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Phương diện cuộc sống của người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 không quá nhiều biến động trong năm Quý Mão này. Bạn cần hướng bản thân tới những điều tích cực, không nên nóng nảy, bi quan, gây ảnh hưởng tới sức khỏe.
Hãy hạn chế mâu thuẫn với bạn bè, hàng xóm xung quanh. Mọi người nên dị hòa, dị quý để tinh thần luôn vui vẻ. Mâu thuẫn có xảy ra, đôi bên cũng nhường nhịn một chút, chớ đôi co qua lại. Phương diện tài lộc không có nhiều biến động. Người tuổi này trở nên tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo rơi vào cảnh trắng tay. Dù có muốn đầu tư đi nữa, trước hết bản thân cũng cần nghe lời khuyên của những người giàu kinh nghiệm. 2. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Với người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, có lẽ sẽ phải trải qua một năm đầy khó khăn do chịu ảnh hưởng của cục diện xung thái tuế. Bản mệnh nóng nảy có thể là nguồn cơn đẩy bạn vào mọi rắc rối. Dù trong công việc là người vị thế cao hay chỉ là nhân viên bình thường, bạn cũng đừng đặt cái tôi của bản thân lên quá cao. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh để có cái nhìn đa chiều hơn về các vấn đề. Có thể quá trình lắng nghe sẽ giúp bản mệnh tìm ra khuyết điểm của bản thân. Phương diện tình cảm không quá êm ấm khi vợ chồng bạn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Hai người không nên cãi vã nhiều mà hãy nhường nhịn. Đừng cố tình nói những lời khó nghe khiến đối phương khó chịu. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Năm 2023, nhiều thử thách đặt ra trước mắt đối với người tuổi Tân Dậu, đòi hỏi bạn phải luôn ở tư thế sẵn sàng đối mặt. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có thể bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp cạnh tranh dẫn tới việc không thể hoàn thành các công việc đúng hạn. Đôi lúc bạn nghĩ tới việc bỏ dở giữa chừng vì không muốn cố gắng nữa. Chuyện làm ăn cũng gặp khó khăn khi bạn liên tiếp phải đối diện với nhiều biến động của thị trường cùng với sự cạnh tranh của đối thủ. Nếu không giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo để đối diện thì dễ lạc mất phương hướng, chậm chân tại chỗ, khiến cho đồng tiền chảy vào túi bị eo hẹp. 4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Thách thức cuộc sống đặt ra đòi hỏi người tuổi Quý Dậu cần phải cố gắng hết sức mình. Sự nghiệp có nhiều điều không được như ý muốn khi đồng nghiệp cản trở, cấp trên gây khó dễ. Nhưng càng là như thế, bạn càng phải vươn lên để khẳng định vị thế của mình. Chuyện kiếm tiền cũng chẳng mấy thuận lợi khi bạn không thực sự dồn tâm huyết vào đó. Con giáp này thường lơ là, không đủ quyết tâm thì dễ thụt lùi so với đối thủ. Nếu không cẩn thận, bạn còn rơi vào cảnh trái túi vì mua sắm quá đà hoặc đầu tư không hợp lý. Chuyện tình cảm khá ảm đạm khi vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Vì còn khá trẻ tuổi nên hai bạn hiểu thẳng, lỗi lầm xảy ra nhưng không ai chịu xuống nước khiến mối quan hệ lâm vào bế tắc. 5. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Năm 2023 này là một năm quan trọng và có khá nhiều biến động đối với người tuổi Dậu sinh năm 2005. Bạn cần tranh thủ cơ hội để học hỏi thêm những điều mới mẻ, tích lũy kiến thức khi ngồi trên ghế nhà trường để có thể tự tin đối diện với các kỳ thi. Việc chi tiêu cần phải tiết kiệm, không nên chạy theo xu thế cho bằng người này người khác. Bạn cần ý thức được điều kiện tài chính của bản thân để có kế hoạch tiêu tiền hợp lý. 6. Tuổi Dậu sinh năm 1945. Ảnh hưởng của năm xung tuổi khiến cho vận khí của người tuổi Dậu trong năm 2023 không quá suôn sẻ. Người tuổi Ất Dậu phải chịu khá nhiều áp lực tâm lý vì những chuyện không như ý, nhất là liên quan tới con cháu trong nhà, lâu ngày dẫn tới suy nhược cơ thể. Gia đạo, tình cảm trong nhà có nhiều xáo trộn, bản mệnh phải hao tâm tổn trí rất nhiều, sức khỏe cũng cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, kẻo sẽ đau ốm liên miên. Vận hạn năm 2023 của tuổi Tuất, một năm nhiều may mắn, tiền tình cùng phước mạnh. Xem vận hạn năm 2023 của tuổi Tuất. Bước tiếp tử vi tuổi Tuất năm Nhâm Dần 2022, bước sang năm Quý Mão, đường số hứa hẹn sẽ đón nhận một năm với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh. Do có các tinh phù trợ, cục diện thái tuế chống lưng, bản mệnh cầu được ước thấy,
Chỉ cần quyết tâm làm việc không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến. Luận về công việc, phương diện sự nghiệp có nhị hợp tương trợ, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, khó khăn cũng không quá đáng lo khi quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc chỉ cho bạn một lối đi riêng. May mắn hơn, con giáp này còn thường xuyên được giới thiệu hoặc phân công cho những cơ hội phù hợp với khả năng giúp nâng tầm vị thế của bản thân. Luận về phương diện tiền bạc, khía cạnh này cũng là những tiến triển nhất định. Khi lượng khách hàng đối tác bắt tay với bạn luôn ổn định và có dấu hiệu ngày một tăng lên, người tuổi Tuất tìm được chỗ đứng trên thị trường, có lợi thế cạnh tranh riêng nên không sợ đối thủ chơi xấu tìm cách vượt mặt. Nếu có ý định đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất, kinh doanh thì bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu luôn trong năm nay. Luận về tình cảm, ngũ hành tương sinh cũng giúp ích nhiều cho con đường tình duyên của những người tuổi Tuất. Nếu còn độc thân, bạn có tư tưởng cởi mở và sẵn sàng gặp các đối tượng được giới thiệu. Thái độ nhiệt tình giúp bạn có thể tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới. Cơ hội thoát ế nằm trong tầm tay. Còn nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy có cơ hội nhận tin vui, đón thêm thành viên mới. Cũng nhờ vậy, mối quan hệ giữa vợ chồng ngày càng gắn bó, bạn và người ấy tìm được động lực để tiến lên. Luận về phương diện sức khỏe, hầu như không xuất hiện vấn đề đáng lo ngại nào về phương diện sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, người tuổi Tuất yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp để có thể trải nghiệm những thành công bất ngờ. Xem chi tiết tử vi của tuổi Tuất trong năm 2023 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất hanh thông, bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi, cũng được người giúp đỡ. Vì thế, nếu có kế hoạch thực hiện việc gì thì cũng nên tranh thủ bắt đầu ngay trong năm nay để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Năm Quý Mão 2023 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ được những bạn bè, đồng nghiệp tốt, dù vừa bước chân vào một môi trường mới nhưng cũng được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ, bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, giảm thách thức giới hạn của mình, đừng chần chừ, do dự, cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Với người ở vị thế lãnh đạo, bạn cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới và có khả năng lãnh đạo tập thể gặt hái thành công. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng trở nên kiêu ngạo, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chú ý lắng nghe để có hướng thay đổi, để có góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. 2. Luận về phương diện tài chính. Vận hạn của người tuổi Tuất trong năm Quý Mão ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc. Bạn thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường, nên số lượng khách hàng đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một tăng lên một cách ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí, càng là khi khó khăn, bạn lại càng có quyết tâm vươn lên để khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Người trẻ tuổi, nếu đã lên kế hoạch khởi nghiệp thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm. Quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và các mục tiêu của mình. Có như vậy thì khi gặp khó khăn cũng sẽ không đánh mất hướng đi.
Quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi những khó khăn, song xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần dần vào guồng quay, bạn cũng thể bắt đầu thu lại. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội công trong công việc giúp bạn có một khoản tiền thưởng, tiền lương kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Với có điều, dù tuổi tiền có rủng rỉnh đến mấy, bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu. Tiểu hào cho thấy bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì thì mua nấy, chạy theo xu thế thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý và tiết kiệm. 3. Luận về phương diện tình duyên. Xem tử vi năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, dưới tác động tích cực của cục diện ngũ hành tương sinh, người tuổi Tuất được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Người độc thân giữ những suy nghĩ tích cực lạc quan về chuyện tình cảm. Bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh, nên khi được giới thiệu cho các đối tượng, bạn cũng chẳng có thái độ phản cảm như trước. Hãy tự tin làm chính bản thân mình, bạn có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn. Với những ai đang ấp ủ trong lòng hình bóng của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người thăng hoa khi nhận nhiều tin vui liên tiếp. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Hai bạn chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Nhìn chung, người tuổi Tuất giữ một sức khỏe ổn định trong suốt năm Quý Mão 2023. Cũng nhờ có sức khỏe tốt, bạn sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ được giao để khẳng định vị thế của mình. Có điều, người tuổi Tuất cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc. Bắt cơ thể làm việc quá sức, dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, trở nên thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Con người đã cao tuổi, chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Xem tử vi năm 2022 cho từng tuổi Tuất. 1. Tuổi Tuất sinh năm 1958. Người tuổi Tuất trải qua năm 2023 an lành, không có nhiều biến động. Đa số người tuổi này đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu nên không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống. Hãy giữ thái độ trang hòa với mọi người thì đi đến đâu bản mệnh cũng sẽ được yêu mến và giúp đỡ. Tài chính ổn định, người tuổi Tuất sinh năm 1958 sống vừa vào các khoản tiền lương, tiền tiết kiệm, tiền đầu tư mà mình đã cố gắng làm vất vả từ những năm trước đó. Chỉ cần chi tiêu, có kế hoạch thì không phải lo lắng đến tuổi tiền. Phương diện tình cảm hài hòa khi vợ chồng luôn chia sẻ, thấu hiểu nhau, con cái trưởng thành cũng bớt cho bạn nhiều mối lo. Bản mệnh được sống trong gia đình đầm ấm, con cháu quay quần. 2. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Cơ hội xuất hiện liên tiếp đối với người tuổi Canh Tuất. Bằng kinh nghiệm phong phú cùng với bản lĩnh của mình, bạn có thể nhanh chóng chớp lấy thời cơ, khẳng định vị thế của mình và khiến nhiều người thán phục. Chuyện làm ăn cũng thuận lợi bởi bạn xác định được chỗ đứng của mình trong thị trường. Bản mệnh cũng không lo sợ bị đối thủ chèn ép, ngược lại coi đó là động lực để không ngừng bứt phá các giới hạn.
Công việc bận rộn đôi khi sẽ khiến bạn quên thời gian dành cho gia đình. Hãy nhắc nhở bản thân cân bằng cuộc sống, đừng quá thiên về một khía cạnh nào. Dù có nhiều việc như thế nào, cũng hãy luôn quan tâm tới gia đình của mình nhé. 3. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Năm 2023 này, khó khăn, thách thức sẽ không ngừng xuất hiện trên đường đời của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Nhưng xét về mặt tích cực, đó chính là cơ hội để bản mệnh rèn luyện bản thân trở thành một người ngày càng tài giỏi hơn. Muốn làm giàu, đây là thời điểm bạn cần bắt tay vào thực hiện các kế hoạch của mình, đừng để kế hoạch mãi nằm trên giấy. Dù quá trình thực hiện bạn sẽ có những vướng mắc, song có quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc chỉ cho bạn cách khắc phục vấn đề. Chuyện tình cảm hài hòa, êm ấm, vợ chồng, con cái, bạn bè thấu hiểu, quan tâm nhau nhiều hơn. Gia đình chính là động lực để bạn không ngừng vươn lên và gặt hái thành công trong cuộc sống. 4. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Người tuổi Tuất sinh năm 1994 hãy tập trung vào công việc để khẳng định bản thân. Cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy bạn cần luôn ở trong tư thế sẵn sàng, không thể để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc. Trên phương diện chi tiêu, bạn trở nên xài hoang phí, ngay cả khi túi tiền đang rủng rỉnh đi nữa. Nếu có thời gian rảnh, hãy sắp xếp các công việc làm thêm hoặc nghiên cứu thêm các lĩnh vực đầu tư giúp tiền đổ về tuổi nhiều hơn nữa. Với người độc thân, bạn nên chủ động và cởi mở trong chuyện tình cảm, đừng mãi đóng chặt cửa trái tim mình. Xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt bụng xứng đáng để bạn mở lòng, đừng mãi giam mình trong tổn thương quá khứ. 5. Người tuổi Tuất sinh năm 2006. Năm Quý Mão là một trong những năm quan trọng của người tuổi Tuất sinh năm 2006. Bạn cần tự nhắc nhở mình tập trung cho việc học, tránh phân tâm bởi những tác động bên ngoài. Khoảng thời gian này bạn chịu chăm chỉ cố gắng thì tương lai ắt gặt hái được trái ngọt. Các mối quan hệ của bản mệnh nhìn chung phát triển tốt, bạn nhận được sự quý mến của nhiều bạn bè và thầy cô, thường được mọi người xung quanh giúp đỡ. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, bản mệnh đừng ngần ngại nhờ sự giúp đỡ của người khác. Phương diện tài chính không có gì đáng lo, chủ yếu bạn vẫn sống dựa vào gia đình. Hãy tự rèn luyện cho mình cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, không nên đua đòi. 6. Người tuổi Tuất sinh năm 1946. Năm Quý Mão 2023 đối với người tuổi Bính Tuất được đánh giá là khá tốt và có nhiều may mắn nhờ cục diện nhị hợp tương trợ, đường sổ tháo gỡ được trở ngại về tinh thần, buông bỏ những điều phiền muộn. Vì thế mà sức khỏe cả tâm trí lẫn thể chất đều được cải thiện đáng kể. Vẫn có một vài mâu thuẫn trong gia đình, bản mệnh đứng ra làm chủ, mọi việc sớm đâu vào đó, gia đạo nhìn chung vẫn trong ấm ngoài êm, không khiến cho bạn phải nhọc lòng suy nghĩ. Với mức thu nhập ổn định, người sinh năm 1946 còn được hỗ trợ nhiều tài chính từ con cháu trong nhà. Đời sống vật chất hầu như không phải nghĩ ngợi, hãy tranh thủ mà hưởng thụ cuộc sống. Vận hạn năm 2023 của tuổi Hợi. Gặp khó có quý nhân phù trợ, thuận lợi đủ đường. Tiếp nối các khí từ tử vi tuổi Hợi năm Nhâm Dần 2022. Sang năm Quý Mão 2023, đường số đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Luận về công việc, nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, bản mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn có thiện cảm với bạn ngay từ lần đầu tiếp xúc. Các mối quan hệ xã giao hòa hảo giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Thời điểm này, bạn có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, vừa để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vừa tạo cơ hội để phát triển và phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Luận về tài chính, tình hình tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu phát triển đáng mừng. Bạn biết giữ chữ tín, tạo nên lòng tin ở nơi khách hàng, khiến quy mô làm ăn ngày càng mở rộng. Hãy luôn nắm bắt xu thế của thị trường để vạch ra những hướng đi phù hợp. Tin rằng với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể gặt hái được nhiều thành tích đáng kể.
Luận về tình cảm, chuyện tình cảm êm ấm do cục diện ngũ hành tương sinh tác động. Nếu còn độc thân, bạn có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Nhờ thế mà bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, mở ra nhiều cơ hội tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn biết thông cảm và cổ vũ nhau tiến về phía trước. Luận về sức khỏe, do tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe của người tuổi Hợi xảy ra không ít vấn đề, cần chú trọng đến phương diện này nhiều hơn. Cần thiết nhất là chú ý khâu đi đứng để tránh tai nạn bất ngờ. Xem vận hạn tuổi Hợi năm 2023 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi năm Quý Mão 2023 dự báo sự nghiệp của người tuổi Hợi đạt được những bước tiến nhanh chóng trong năm nay. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm, chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm 2023 này, người tuổi Hợi xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, còn nhấp này đối xử tốt với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí những khó khăn, thách thức xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt đầu guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong năm không chỉ phải toàn những điều thuận lợi, có ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy xung quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được. Từ đó kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều mà con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. 2. Luận về phương diện tài chính. Người tuổi Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui về vận trình tài lộc trong năm Quý Mão 2023 này. Do cục diện tam hợp giúp sức, bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn kinh doanh giữ được chữ tín cho mình nên có được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm bắt thời cơ để mở rộng mạng lưới quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải vất vả. Song vì bạn luôn nỗ lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu khiến đồng tiền đổ về tuổi nhanh chóng hơn hẳn mọi người khác. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn, nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra, người tuổi Hợi cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông kẻo gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn tiền thuốc men chạy chữa, vừa tổn hại cho cơ thể. 3. Luận về phương diện tình duyên. Vận trình tình cảm của người tuổi Hợi xuất hiện nhiều điểm sáng, bạn có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc, vì thế hãy mở cánh cửa trái tim. Đừng tự nhốt bản thân trong thế giới riêng mãi. Với người độc thân, ngũ hành tương sinh giúp cho con giáp này có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng tham gia các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Có thể thông qua những buổi gặp mặt này, bạn sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Khi có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn hãy gạt bỏ những trăn trở và băn khoăn để có thể cho đối phương một cơ hội.
Thông qua quá trình trò chuyện, trái tim bạn sẽ tự đưa ra được câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ ở tương lai. Với những ai đã có đôi có cặp, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thách thức trong cuộc sống. Trong năm 2023 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Đáng tiếc vì tình hình sức khỏe của người tuổi Hợi không lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, người tuổi Hợi cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần phải nghỉ ngơi đúng lúc, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan tới xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn tới tai nạn gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Xem tử vi năm 2023 cho từng tuổi Hợi. Tuổi 1, tuổi Hợi, sinh năm 1959. Tử vi năm 2023 không có nhiều biến động đối với người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, hàng xóm xung quanh, nên có công việc gì quan trọng cũng được mọi người xung quanh giúp đỡ. Tình hình tài chính ổn định, bạn sống khá thoải mái nhờ có số tiền tiết kiệm trong suốt những năm tháng trước đây. Một số người còn xem xét việc đầu tư vào những lĩnh vực mình quen thuộc hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh phụ thuộc vào khả năng của mình. Gia đình nhìn chung hài hòa, yên ổn, bạn được tận hưởng những ngày tháng yên bình bên người thân của mình. Khi gặp vấn đề nào khó khăn, bạn có thể trao đổi thêm với nửa kia hoặc con cái của mình. 2. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Có khá nhiều cơ hội mở ra đối với người tuổi Tân Hợi. Nếu bạn chủ động nắm bắt và không đầu hàng trước những thách thức thì cơ hội được thăng chức, tăng lương nằm trong tầm tay. Bạn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của đồng nghiệp, bạn bè. Với vốn kinh nghiệm phong phú, người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu về một khoản bổn tiền. Con giáp này nắm rõ những biến động của thị trường nên luôn có những quyết định chính xác, thậm chí là người dẫn đầu xu thế. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cần quan tâm hơn tới nửa kia và con cái của mình. Chớ vì công việc bận rộn mà thờ ơ với những người thân thiết. Hãy dành thời gian trò chuyện với mọi người để đôi bên có thể san sẻ niềm vui, nỗi buồn. 3. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Nếu người sinh năm Quý Hợi, bản mệnh cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với cả những cơ hội cũng như khó khăn sẽ xảy đến trong năm Quý Mão 2023. Mọi kế hoạch tiến triển không quá suôn sẻ như dự đoán đòi hỏi bạn phải thật quyết tâm và vững lòng tin vào bản thân mình. Đôi khi những thị phi, mâu thuẫn có thể xảy ra, song bạn cần nhắc nhở mình giữ bình tĩnh, chớ hành động theo cảm tính khiến mọi chuyện càng thêm khó giải quyết hơn. Khi về già, bạn cũng nên để công việc ở bên ngoài, không nên trút những áp lực công việc lên đầu các thành viên trong gia đình. Hãy trao đổi, tâm sự với mọi người nhiều hơn. Gia đình chính là nơi tiếp thêm động lực cho bạn để bạn vững vàng tiến về phía trước. 4. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Với những người tuổi Ất Hợi, trong năm 2023 này có nhiều cơ hội mới cần phải sẵn sàng nắm bắt. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và thử sức mình trong những môi trường mới. Có như vậy, bạn mới có thể phát huy được khả năng tiềm ẩn của mình. Phương diện tài lộc không có nhiều biến động.
bạn nên dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức đầu tư, kinh doanh và áp dụng vào thực tế để kiếm tiền về nhanh chóng. Bên cạnh đó, cần giữ gìn sức khỏe để tránh hao tổn sức khỏe. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, các cặp đôi trẻ tuổi cần bao dung cho nhau để mối quan hệ thêm bền chặt. Với những người độc thân, hãy nhiệt tình tham gia vào các cuộc gặp gỡ bạn bè, bạn có cơ hội gặp được người như ý. 5. Người tuổi Hợi sinh năm 2007. Đối với người tuổi Đinh Hợi, trải qua một năm 2023 khá êm đềm và thuận lợi. Việc học hành tiến triển đều đều, bản mệnh đã có ý thức hơn trong việc không cần cha mẹ phải tốn quá nhiều công sức nhắc nhở và lo lắng. Các mối quan hệ bạn bè rộng rãi cũng giúp cho người tuổi Đinh Hợi tìm được sự vui tươi, hăng hái khi tới trường. Hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, bạn cũng sẽ được mọi người quan tâm và giúp lại, đỡ lại khi vướng phải khó khăn. Việc chi tiêu cần phải chú ý một cách hợp lý, tiết kiệm, không nên đua đòi chạy theo bước chân của người khác. Tốt nhất hãy tiêu pha đúng với những gì mình đang có. 6. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Bước sang năm Quý Mão, với vận khí hanh thông vây quanh, người tuổi Đinh Hợi sẽ đón một năm nhiều cát lành, ít xáo trộn trong cuộc sống. Đương sổ được gia đình, người thân quan tâm động viên kịp thời khi tâm trạng xuống dốc, vì thế mà gia đạo hài hòa, trong nhà, ngoài ngõ vui tươi, rất ít xảy ra xung đột. Có điều sức khỏe xảy ra không ít vấn đề do tuổi tác đã cao. Người tuổi Đinh Hợi nên chú ý và chú trọng bồi bổ bản thân nhiều hơn. Đi lại cẩn trọng, đề phòng vướng tai họa, tai bay vạ gió do ngũ quỷ hung tinh xui khiến. Nếu đi xa, cần có người hỗ trợ để xử lý tình huống cấp bách khi cần thiết.